Bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược về sách Matthew ở trong phần một La Mã. Anh chị em lắng nghe phần giới thiệu sơ lược này để có một cái nhìn khái quát về sách Matthew trước khi chúng ta sẽ bước vào trong chương 1 cũng ở trong buổi tối hôm nay nha. Thưa anh chị em, người được Chúa dùng để viết sách Matthew không ai khác hơn chính là sứ đồ Matthew. Đây là một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu. Và như chúng ta đã biết, trước khi theo Chúa Giêsu thì Matthew là một người thâu thuế. Và điều thứ hai mà anh chị em cần phải biết là sách Matthew gồm 28 chương, hay chúng ta còn gọi là 28 đoạn đó. Và sách Matthew đã được nhiều nhà nghiên cứu Kinh Thánh họ xem là tài liệu quan trọng nhất về đức tin Cơ Đốc. Còn theo các nhà nghiên cứu về lịch sử á, thì sách Matthew được Hội Thánh đầu tiên đọc và trích dẫn nhiều nhất. Anh chị em thấy rằng sách Matthew quan trọng đúng không? Cho nên bản thân của tôi rất là háo hức để cùng với anh chị em bước vào loạt bài của sách Matthew. Bởi vì đối với tôi thì những sách mà tường thuật trực tiếp về cuộc đời của Chúa Giêsu thì luôn luôn rất là hấp dẫn. Được nghe những cái lời dạy dỗ, khuyên răn, nhắc nhở trực tiếp của chính Chúa Cứu Thế thì không còn gì bằng. Amen anh chị em. Hallelujah. Thưa anh chị em, sách Matthew của chúng ta không có trình bày cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giêsu theo trình tự thời gian. Anh chị em để ý cái đặc điểm như thế nha. Không phải lúc nào cũng trình bày theo một cái trình tự thời gian đâu nha. Có ai đó ở trong lớp mới vừa mở micro và gây nhiễu âm, anh chị em vui lòng chạm vào màn hình và tắt micro. Cảm ơn anh chị em. Mục đích chính của sách Matthew là gì? Thưa anh chị em, mục đích chính của sách Matthew là chứng minh cho người Do Thái biết rằng Chúa Giêsu Christ chính là đấng Messiah, là vị vua đã được Đức Chúa Trời hứa ban từ thời cựu ước qua các tiên tri của Ngài. Đó là lý do vì sao mà sách Phúc âm Matthew trích dẫn Kinh Thánh cựu ước nhiều hơn các sách Phúc âm khác. Tôi nhắc lại, mục đích chính của sách này là để chứng minh cho người Do Thái biết rằng Chúa Giêsu Christ chính là đấng Messiah, là vị vua mà đã được Đức Chúa Trời hứa ban từ thời cựu ước qua các tiên tri của Ngài. Và đó là lý do vì sao mà sách Phúc âm Matthew trích dẫn Kinh Thánh cựu ước nhiều hơn các sách Phúc âm khác. Đương nhiên là Kinh Thánh bất cứ sách nào được viết ra là viết là cho tất cả mọi người. Tuy nhiên cái đối tượng chính của sách Matthew này chính là những người Do Thái, để cho họ biết rằng Chúa Giêsu chính là đấng Messiah. Thưa anh chị em, khi viết sách này thì đối tượng chính mà Matthew nhắm tới, nhắc lại với anh chị em một lần nữa nha, đối tượng chính mà Matthew nhắm tới là người Do Thái và đặc biệt là những người dòng Pharisee và Sadducee, là những người không công nhận Chúa Giêsu là đấng Messiah. Mặc dù họ luôn cho mình là đạo cao đức trọng và hiểu biết Kinh Thánh, những người này chỉ mong đợi mọi thứ diễn ra theo cách họ muốn. Có lẽ đây chính là lý do họ khước từ Chúa Giêsu. Cho tới giờ phút này thì anh chị em biết rằng người Do Thái vẫn không thừa nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế. Họ vẫn đang chờ đợi Chúa Cứu Thế của họ theo cách của họ, trong khi Ngài đã đến rất là lâu rồi, Ngài chờ đợi họ. Nhưng mà họ vẫn đang chờ đợi một đấng Messiah của họ, bởi vì họ chưa bao giờ thừa nhận Chúa Giêsu là đấng Messiah cả. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong phần 2 La Mã, đó là chương 1. Đó chính là bài học đầu tiên của chúng ta trong buổi tối hôm nay. Rồi,
Bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra sách Phúc Âm Matthew chương 1. Rồi anh chị em hãy lắng nghe tôi công bố lời của Chúa trong Matthew chương 1. Gia phả của Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David, con cháu Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và anh em người. Judah bởi Tamar sinh Phê-rết và Sê-rắc. Phê-rết sinh Hết-rôn, Hết-rôn sinh A-ram, A-ram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nahason, Nahason sinh Sanmôn, Sanmôn bởi Rahab sinh Bô-ô, Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết, Ô-bết sinh Giê-sê, Giê-sê sinh vua David. David bởi vợ của Uri sinh Salomon, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abija, Abija sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Osia, Osia sinh Jotham, Jotham sinh Acha, Acha sinh Ezechia, Ezechia sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah trước thời kỳ lưu đày sang Babylon sinh Jeconia và các em người. Sau khi bị lưu đày sang Babylon, Jeconia sinh Sa-an-thi-en, Sa-an-thi-en sinh Sorobaben, Sorobaben sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Aso, Aso sinh Sadoc, Sadoc sinh Achim, Achim sinh Eliud, Eliud sinh Eleasa, Eleasa sinh Mathan, Mathan sinh Jacob, Jacob sinh Joseph là chồng Mary, Mary là người sinh Giêsu gọi là Đấng Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David có tất cả 14 đời. Từ David cho đến khi bị lưu đày sang Babylon có 14 đời. Và từ khi bị lưu đày sang Babylon cho đến Đấng Christ cũng có 14 đời. Sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như sau. Mary mẹ ngài đã hứa hôn với Joseph. Nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn. Đang khi Joseph ngẫm nghĩ về việc này thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: Hỡi Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, Joseph thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Mary làm vợ, nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Đó là chương 1 của sách Phúc Âm Matthew. Thưa anh chị em đã nghe rồi đó. Chúng ta thấy rằng cái chương 1 này có vẻ rất là nhàm chán đúng không? Tôi lấy cái phần 1 nhỏ và tôi đặt cái tựa đề là bản tuyên ngôn của ân điển. Phần 1 nhỏ của chúng ta mang tên là bản tuyên ngôn của ân điển. Cái gia phả mà tôi mới vừa đọc cho anh chị em là một cái điều mà rất là nhiều người họ đọc vào và họ phàn nàn, đặc biệt là những người mới. Họ nói rằng cái gì mà ông này xin ông kia, người này xin người kia, nó lằng nhằng như thế nào á, mà tại sao cái phần Kinh Thánh nhàm chán như vậy nó lại được đặt ở ngay đầu của Kinh Thánh Tân Ước. Thưa anh chị em, chính bản thân của tôi xưa kia
thì mỗi lần mà đọc đến sách Matthew đó, khi mà đọc trở lại lần tiếp theo đó, thì tôi luôn luôn là bỏ qua cái phần Matthew đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 17. Tôi chỉ đọc từ cái câu 18 cho đến hết đoạn thôi, đọc về cái sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Còn cái phần lằng nhằng người này xin người kia gia phả đó là tôi luôn luôn bỏ qua. Và tôi cũng có cùng một suy nghĩ như vậy. Tôi nói sao lạ vậy ta? Đúng ra là ngay đầu của Kinh Thánh Tân Ước thì phải là một cái gì đó rất là hấp dẫn, phải là một cái câu chuyện gì đó rất là hấp dẫn, rất là thu hút, với những cái lẽ thật gì đó rất là tỏ tường, đọc vào cái là mình thấy mình amen amen ngay. Nhưng mà sau này, mãi đến sau này, khi mà thật sự nghiên cứu Kinh Thánh và cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng mình, thì lúc bấy giờ mới hiểu ra cái chân lý tuyệt vời, mới hiểu ra những cái thông điệp rất là tuyệt vời đằng sau những cái dòng chữ, đằng sau cái bản gia phả mà bản thân của mình và nhiều người cho là sao mà nó nhọc nhằn quá, mà sao nó cứ người này xin người kia, thấy mệt quá, thấy chán quá. Thì thưa anh chị em, khi mà được sự soi dẫn của Chúa rồi, bắt đầu hiểu ra rồi, hiểu những cái thông điệp đằng sau những dòng chữ này, thì tôi rất lấy làm thích thú. Đó là lý do vì sao mà ở trong phần một nhỏ của phần Hai La Mã này, tôi đặt một cái tựa đề là bản tuyên ngôn của ân điển. Thưa anh chị em, và đối với tôi thì những cái gì mà chúng ta nghe tưởng chừng như nhàm chán đây lại là một bản tuyên ngôn của ân điển. Tại sao là như vậy? Tại sao nó lại là một bản tuyên ngôn của ân điển? Thưa anh chị em, ở trong cái phần gia phả này thì tôi thấy có ba cái tên mà nó bật lên. Và với ba cái tên đó thì tôi có thể chia sẻ cho anh chị em một thông điệp, điệp rất là ý nghĩa. Cái tên đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến chính là tên Rahab. Cái tên thứ hai chính là tên Ruter. Và cái tên thứ ba chính là tên David. Có rất là nhiều cái tên được liệt kê ở đây, thưa anh chị em. Nhưng mà tôi đặc biệt chú ý đến ba cái tên này. Và đối với hầu hết những cái tên khác thì chúng ta thấy là chỉ có người này xin người kia, nói một cách ngắn gọn một cái chuyện hết thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng mà riêng đối với Rahab, trường hợp của Rahab, rồi trường hợp của Ruter, rồi trường hợp của David, thì chúng ta thấy rằng không có nói một cách quá vắn tắt. Ở đây chúng ta thấy rằng đầu tiên sanh môn bởi Rahab sinh Bô-ô, không có giống như nhiều chỗ khác. Nếu mà giống chỗ khác thì chỗ này sẽ ghi là sanh môn sinh Bô-ô, đúng không nào? Và Bô-ô sinh Obed, chứ không có nói là Bô-ô bởi Ruter sinh Obed. Và khi nói đến cái phần tiếp theo là Giê-sê sinh vua David thì lại nói thêm là David bởi vợ của Uri sinh Salomon. Thật ra ở phía trước thì có một cái tên nữa, đó là cái tên Tama, nhưng thật ra thì nó không có phải là đặc biệt lắm. Tôi cũng không muốn mất thời giờ, cho nên tôi chọn ra ba cái tên này để chia sẻ với anh chị em về cái mà tôi gọi là bản tuyên ngôn của ân điển. Như vậy thì Rahab, Ruter và David là ai? Có những cái điều gì đặc biệt liên quan đến họ mà đến nỗi thông qua những câu chuyện của họ tôi lại mạnh dạn để đặt cho cái phần này là bản tuyên ngôn của ân điển? Anh chị em hãy lắng nghe. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem một số phần kinh thánh có liên quan đến những nhân vật này để chúng ta có cái nền tảng nha. Thứ nhất, chúng ta hãy xem phần kinh thánh nói về Rahab. Chúng ta mở ra Giô-suê chương 2 từ câu 1 đến câu 21. Anh chị em mở ra Giô-suê chương 2 từ câu 1 đến câu 21. Rồi, bởi vì cái đoạn kinh thánh này khá là dài cho nên là tôi sẽ tóm được lại cho anh chị em luôn nhé.
Lúc này thì Joshua sai những người do thám đi đến thành Jericho để có thể nắm được tình hình, để chuẩn bị cho một cuộc tiến công và chiếm thành Jericho. Và khi họ vào trong thành Jericho đó, thì họ đã bị phát hiện. Có lẽ là cũng lực lượng mật thám của Jericho đã phát hiện ra họ hay là như thế nào. Kinh Thánh không có nói rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể đó là cái lực lượng mật thám, lực lượng do thám của Jericho và có tin tức báo về. Và thưa anh chị em, như vậy thì cái nguy cơ để bị bắt và bị giết là rất là cao. Mà trong trường hợp này thì Chúa đã dùng một người kỵ nữ, hay là kỹ nữ, cái từ ngày xưa người ta gọi như thế. Ngày hôm nay thì có nhiều tên gọi khác, là gái bán hoa, hay là gái điếm, hay là gái bán dâm, gái mại dâm. Thì có một người nữ tên là Rahab làm cái nghề mại dâm lúc bấy giờ. Và người này là người đã giấu các thám tử của Israel và đã giúp cho họ được an toàn trở về với đội quân của họ. Và khi mà những cái quân lính của thành Jericho chạy đến nhà của Rahab, thì bà này sau khi mà đã dòng dây cho các thám tử thoát ra khỏi nhà của mình, thì bà này nói với người đó là những cái người do thám kia thì đã đi mất rồi. Thật ra thì lúc bấy giờ chưa có dòng dây đâu, mà lúc bấy giờ thì đang còn ở trong và bà giấu đi, nhưng mà bà nói dối là những cái người đó đi mất rồi và đi theo cái hướng kia kìa, bà chỉ theo một cái hướng đó, và thế là quân lính rượt theo hướng đó. Và sau đó thì bà có một cuộc nói chuyện với các thám tử của Israel, và bà mà nói rằng bà nghe được những cái tin tức rằng Israel là dân của Đức Chúa Trời, và đạo quân Israel đi đến đâu thì tất cả những cái quân đội khác khiếp vía, những cái dân khác khiếp vía đến đó. Và cá nhân của Rahab tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban xứ Canaan này cho Israel, và bà ta có một cái niềm tin đặt nơi Đức Chúa Trời, có một cái tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, và bà ta không muốn nghịch lại với mạng trời. Đó là lý do vì sao mặc dù bà ta là người của thành Jericho, nhưng mà bà ta đã sẵn sàng đứng về phía dân Israel, bởi vì bà ta ý thức rằng Đức Chúa Trời là đấng tối cao và Đức Chúa Trời là Chúa của Israel, và Ngài có một ý định là ban xứ Canaan cho Israel, bởi vì xứ sở Canaan là một xứ sở đầy dẫy những sự thờ hình tượng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Con người Canaan là con người kiêu ngạo, nên văn minh của họ phát triển rất là mạnh mẽ, văn minh kinh tế chính trị, hầu như tất cả những cái lĩnh vực vào thời bấy giờ họ phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng mà họ đồng thời là những con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời, đi ngược với đường lối Đức Chúa Trời, thờ hình lạy tượng, thờ ma lạy quỷ, và có những cái dân tộc thờ rất là gớm ghiếc. Và bà ta ý thức rằng Đức Chúa Trời không muốn những cái sự thờ hình tượng đó diễn ra, và Ngài đang muốn ban xứ sở này cho dân của Ngài, tuyển dân Israel. Và bà ta đã chọn để đứng về phía Đức Chúa Trời là Chúa của Hoàng Vũ, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa. Và chắc chắn một điều, bà ta tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành và dân của Đức Chúa Trời là dân tốt lành. Và bà đã nói với những người thám tử này rằng khi mà quân Israel chiếm được Jericho thì hãy tha cho bà và gia đình của bà, những người thân yêu của bà. Và các thám tử đã hứa điều đó. Và cái dấu hiệu để có thể nhận ra bà và gia đình của bà, nhận ra cái ngôi nhà đó, là một cái sợi dây điều được dòng xuống ở nơi cửa sổ. Và sau này thì khi Israel chiếm Jericho thì thấy cái sợi dây điều đó, và tất cả những người ở trong cái căn nhà đó đều không bị tiêu diệt. Toàn bộ thành Jericho đã sụp đổ. Theo các nhà nghiên cứu thì nó đã bị sụp đổ vào bên trong khi mà
dân Israel hét lên trong cái mạng lệnh mà Giô-suê đưa ra, tất cả đồng loạt hét lên thì có một sự rúng động và thành Jericho đã sụp đổ, và những nhà nghiên cứu nói rằng nó sụp đổ vào bên trong và nó tiêu diệt hết tất cả mọi người ở trong đó. Nhưng mà chỉ có nhà Ra-háp, tất cả những người nào ở trong nhà Ra-háp mà cái nơi mà được đánh dấu bằng sợi chỉ đỏ đều là được sống mà thôi, không bị sụp đổ. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, rất là tuyệt vời. Thưa anh chị em, như vậy thì anh chị em biết rõ là Ra-háp là ai rồi ha. Đó là một kỹ nữ hay là một gái bán dâm. Rồi, bây giờ thì có một số phần kinh thánh khác về Ra-háp. Chúng ta cùng nhau mở trong Ruter chương 4 câu 21. Ruter chương 4 câu 21. Sanma sinh Bo-ô, Bo-ô sinh Obed. À, ở đây tại sao tôi nói là nó liên quan đến Ra-háp? Bởi vì ở đây có nhắc đến cái người chồng của Ra-háp là Sanma. Ở trong cái phần Ma-thi-ơ chương 1 thì người ta lại phiên âm là Sanmôn. À, thật ra đó là do người ta phiên âm, tôi không biết là vì sao người ta lại phiên âm khác nhau. Nhưng thật ra thì cả hai cái phần phiên âm này đều đến từ một cái từ tiếng Anh là Salmon. Salmon giống nhau hết, chứ không phải là hai nhân vật khác nhau, mà đây là hai nhân vật giống nhau. Ở trong câu 5 của chương 1 Ma-thi-ơ thì nói rằng Sanmôn bởi Ra-háp sinh Bo-ô. Và chúng ta thấy rằng ở trong câu 21 của Ruter đoạn 4 ghi là Sanma, có nghĩa là Sanmôn sinh Bo-ô. À, rồi Bo-ô sinh ra Obed. Rồi chúng ta để ý mấy phần đó nha, nó có liên hệ với nhau hết. Và chúng ta đọc tiếp Hebrew đoạn 11 câu 31. Hebrew đoạn 11 câu 31. Bởi đức tin, kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin, vì nàng đã tiếp rước các thám tử một cách hòa nhã. À, ở trong Hebrew nói rằng bởi đức tin mà kỹ nữ Ra-háp không chết với kẻ chẳng tin. Tất cả những người nào không tin thì đều bị chết ở trong cái trận chiến đó. À, khi mà thành Jericho sụp đổ vào bên trong như vậy, tất cả chết hết. Chỉ có Ra-háp và tất cả những người nào tin, tất cả những người thân của Ra-háp nào mà tin ở trong nhà của Ra-háp để nương náu thì đều được sống. Cũng rất là có khả năng là có những người nhà, có những người trong vòng bà con thân tộc của Ra-háp, trong gia đình Ra-háp đã không tin và rất có thể họ đã chết ở trong cái trận sụp đổ đó. Còn tất cả những người nào tin thì đều được sống hết. Và các nhà nghiên cứu thì họ có một cái sự suy đoán rằng rất có thể Salmon, tức là Sanmôn hay là Sanma đó, là một trong các thám tử. Và ông ấy đã có một sự cảm kích trước tấm lòng của Ra-háp đối với Đức Chúa Trời và đối với dân của Đức Chúa Trời, đối với chính nghĩa. Cho nên là sau này thì ông ấy đã kết hôn với lại Ra-háp. Kinh Thánh không có nói rõ về điều đó, nhưng mà đó là một cái sự suy luận của các nhà nghiên cứu Kinh Thánh. Và cá nhân tôi thì thấy nó cũng hợp lý đấy. Nhưng mà tuy nhiên điều đó không phải là điều quan trọng nhất. Chúng ta nói một chút cho vui thôi, để chúng ta có thể biết thêm về những gì mà người ta nghiên cứu nha. Thưa anh chị em, ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 25, chúng ta mở ra lại thêm một phần Kinh Thánh nữa nói về Ra-háp. Gia-cơ đoạn 2 câu 25 chép như thế này: cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Ở trong Gia-cơ thì sứ đồ Gia-cơ có nói rằng đức tin mà không có cái hành động phù hợp với đức tin đó, không có hành động kèm theo hưởng ứng đức tin đó, thì đó là cái đức tin chết. Và ở trong câu 25 ông mới nói rằng cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Ra-háp đã được xưng công chính bởi hành động
khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Ý của sứ đồ Gia Cơ nói rằng Rahab đã có một đức tin thật. Vì đức tin của Rahab là đức tin có hành động kèm theo, chứ không phải là chỉ là nói suông, không chỉ là suy nghĩ suông. Rồi, đó là về Rahab nha. Và kế đến là Ruter. Và trước khi tôi cùng với anh chị em đọc những cái phần kinh thánh về Ruter đó, thì tôi có thể nói với anh chị em rằng Rahab chính là mẹ chồng thứ hai của Ruter. Cái người mẹ chồng đầu tiên của Ruter chính là bà Naomi. Chúng ta biết rồi đúng không? À, và khi mà Ruter kết hôn với lại cái người con của bà Rahab này đó, thì chúng ta mở lại hồi nãy nha, mở lại cái phần Ruter để chúng ta thấy cái người con đó tên là Bô-ô. À, bởi vì vợ chồng của Sanmon, tức là Sanma đó, và Rahab ăn ở với nhau và sinh ra Bô-ô. Và sau này thì Bô-ô kết hôn với lại Ruter. À, như vậy thì Rahab đã trở thành cái người mẹ chồng thứ hai. Chúng ta gọi cách nôm na là như thế ha. Đây là một cái phong tục, lát nữa thì có thể giải thích nhắc nhở thêm anh chị em, bởi vì lần trước thì có nói về phong tục của người Do Thái rồi, thì ở trong cái chỗ này thì nó có liên quan đến cái phong tục đó. Rồi, Ruter thì ở trong Ruter thứ nhất câu 15 đến câu 18 chúng ta cùng nhau mở ra. Ruter chương thứ nhất câu 15 đến câu 18. Naomi nói với Ruter: này chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó mà về đi. Nhưng Ruter thưa: xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó, trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. À, ở trong chương 2 câu 17 và câu 18. Vậy Ruter mót lúa trong ruộng cho đến chiều tối, nàng đập lúa mình đã mót và đông được khoảng 10 kg lúa mạch. Nàng vác lúa trở vào trong thành và mẹ chồng nàng thấy số lúa nàng đã mót. Ruter cũng lấy phần ăn dư để dành mà trao cho bà. Rồi, ở trong chương 3 từ câu 6 đến câu 13 thì ở chỗ này chúng ta thấy rằng theo cái sự khuyên lơn, cái sự hướng dẫn của mẹ chồng đầu tiên của mình là Naomi đó, thì Ruter đã đến và gặp Bô-ô. Và qua cái cuộc gặp gỡ này thì sau đó Bô-ô đã có một sự cảm kích trước tấm lòng của Ruter, bởi vì Ruter đã hết lòng với gia đình chồng của mình. Bởi vì Ruter lấy một người con trai của Naomi rồi cái người chồng của Ruter đã chết đi và không có còn một cái người anh em nào để có thể tiếp tục chung sống với Ruter theo cái tục lệ của người Do Thái cả. Naomi thì không có thể nào mà sinh con được nữa. Cho nên Naomi mới khuyên Ruter là thôi con trở về nhà cha mẹ, về quê hương của mình rồi đi lấy chồng khác đi. Nhưng mà Ruter đã nhất định không có chịu lìa bỏ Naomi. Ruter đã quyết định rằng Đức Chúa Trời của Naomi là Đức Chúa Trời của mình. Và quê hương xứ sở của Naomi là quê hương xứ sở của mình. Và quyết định không tách rời mẹ chồng của mình, và coi như mẹ chồng mình là giống như là mẹ ruột của mình vậy đó. Và đi theo phụng dưỡng. Ruter rất là siêng năng. Ruter hiếu thảo với mẹ chồng và sẵn sàng đi ra móc lúa làm từ sáng cho đến chiều để có thể đem lúa về, và thậm chí cái phần bánh cũng đem về để mà chia cho mẹ chứ không có ăn hết. Một cái tấm lòng rất là tuyệt vời, không có phải ở trên đời này ai cũng có thể có được. Rõ ràng đây là một cái con người mà đã có cái tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời của người mẹ chồng
đã trở thành đức Chúa Trời của chính Luther rồi. Có anh chị em nào mới vừa mở loa trong lớp, vui lòng tắt nhé. Và Chúa đã khiến cho tấm lòng của Luther trở nên thật là đẹp đẽ như thế. Và bây giờ thì Luther lại làm tiếp một cái việc nữa, là để lưu danh người chồng của mình, thì bà tôn trọng cái tập tục của người Do Thái. Bởi vì không còn một cái người anh em ruột nào, không còn một cái người em ruột nào cả. Cho nên là theo cái phong tục như thế thì Luther có thể lấy cái người bà con gần nhất ở bên chồng để có thể lưu truyền danh của chồng mình, để cái gia sản của chồng mình không mất đi giữa vòng Israel. Nhưng mà cuối cùng thì cái người bà con gần nhất đã khước từ Luther, có thể là chê Luther nghèo hay như thế nào đó, và ông ta đã khước từ. Như vậy thì theo phong tục, nếu người bà con gần nhất khước từ thì sẽ tiếp tục đến người bà con gần hơn, tức là gần tiếp theo. Như vậy thì đến lượt Bô-ô, vậy thì người bà con gần nhất từ chối rồi thì Bô-ô đã sẵn sàng để lấy Luther làm vợ, rất là vui để mà lấy Luther làm vợ. Ông cho đó là một vinh dự chứ không phải là một cái sự thương hại hay là một cái gì đó giống như cái cách bố thí cho một người ăn mày, không hề như thế. Mà Bô-ô đã lấy Luther với một sự trân trọng, vì thấy được cái đức tin của bạn, thấy được cái tình người của bạn, thấy được cái tấm lòng rất là tuyệt vời của Luther. Thưa anh chị em, rồi chúng ta thấy những cái việc về Luther là như thế. Và ở trong chương 4 câu 13 đến câu 17, chúng ta mở ra nhé. Luther chương 4 câu 13 đến câu 17. Như vậy Bô-ô cưới Luther làm vợ, khi họ ăn ở với nhau, Đức Giê-hô-va cho nàng thụ thai và sinh một con trai. Các phụ nữ trong thành nói với Naomi: chúc tụng Đức Giê-hô-va, hôm nay Ngài chẳng từ chối ban cho bà một cháu trai, có quyền chuộc lại sản nghiệp, nguyện cháu được nổi danh trong Israel. Đứa bé ấy sẽ an ủi lòng bà, nuôi dưỡng bà lúc về già, vì con dâu bà đã sinh nó cho bà, con dâu bà còn quý hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ vào lòng mình và chăm sóc nó. Các phụ nữ láng giềng đặt tên cho nó là Obed và nói: một bé trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Jesse, ông nội của David. Và chúng ta thấy rằng Bô-ô với lại Luther ăn ở với nhau và đã sinh ra Obed. Và Kinh Thánh chép rằng Obed là cha của Jesse, còn Jesse là cha của David. Như vậy thì Obed chính là ông nội của David. Và nếu như Obed là ông nội của David á, thì Luther đã trở thành bà cố nội của David. Anh chị em thấy thú vị không? Như vậy thì David thì quá nổi tiếng rồi, hầu như anh chị em ai cũng biết David hết. Nhưng mà Rahab và Luther thì không phải ai cũng biết, đặc biệt là Rahab. Nói về David thì chúng ta có thể xem Samuel nhì chương 11 từ câu 1 đến câu 27, rồi chương 12 từ câu 1 đến câu 14. Cái đó là câu chuyện dài kể về việc David đã phạm tội tà dâm với Bathsheba, là vợ của một người lính trong quân đội của David. Và sau khi phạm tội tà dâm rồi, cái bà kia thai và David sợ là sự việc vỡ lở ra thì ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, cho nên ông đã nghĩ ra những cái kế sách rất là hèn hạ, đó là triệu tập Uri là vợ, là chồng của Bathsheba đang chiến đấu ác liệt ngoài trận địa về. Và khi Uri về thì ông ấy cho ăn uống no say, cố tình giống như là chuốc rượu đó, để cho no say rồi bảo đi về ngủ với vợ mình. Để làm gì? Để phủi trách nhiệm về cái thai mà mình đã đem đến cho Bathsheba. Nhưng mà Uri đã nhất định không chịu trở về nhà, khi tỉnh thức cũng không chịu trở về, mà khi mà đã xỉn rồi cũng nhất định không trở về. Ông là một người lính quả cảm, một con người cương trực. Ông nói là ông không thể nào mà về ngủ với vợ trong khi những người đồng chí đồng đội của ông đang chiến đấu ác liệt, đang có một cái sự cận kề với vấn đề sinh tử. Thì
ông không thể chấp nhận cái việc mà đang chiến đấu mà lại về ngủ với vợ được. Cho nên là cho ăn thì ông ăn, cho uống thì ông uống, nhưng mà ông nhất định không về ngủ với vợ. Ông chỉ chờ đợi được nhanh chóng trở về nơi trận mạc để cùng với những đồng đội của mình chiến đấu cho dân tộc, cho quê hương, cho đất nước mà thôi. Và vì Uri nhất định không chịu về ngủ với vợ, cho nên là kế hoạch của David đã thất bại. Ông không thể nào phủ trách nhiệm được rồi. Cho nên ông ta mới nghĩ ra một cái kế sách độc ác, đó là kêu tổng tư lệnh Joab là bây giờ đưa Uri ra một cái nơi chiến trận diễn ra ác liệt nhất, cái chỗ mà coi như là dễ chết nhất, đẩy Uri ra chỗ đó. Và sự việc như thế nào phải báo cáo về. Thì Joab đã tuân lệnh và đưa Uri ra cái nơi mà đang diễn ra cái trận chiến ác liệt nhất, nguy hiểm nhất, và cố tình để cho Uri chết. Thật ra nếu mà họ đánh yểm trợ thì Uri cũng không chết đâu, nhưng mà rõ ràng đây là một âm mưu, cho nên họ đã bỏ mặc Uri để cho kẻ thù tiêu diệt. Anh chị em thấy như vậy thì David đã phạm tội một cách rất là nghiêm trọng, phạm tội tà dâm, dối trá, có thể nói là có sự lừa đảo bên trong đó nữa, rồi sau đó thì phạm tội giết người một cách rất là thâm độc. Và sau đó thì Chúa đã dùng tiên tri của Chúa là tiên tri Nathan đến và cảnh báo David. Và cuối cùng thì sau khi một hồi nói chuyện thì Nathan đã chỉ thẳng cho David biết rằng vua chính là người đã phạm tội rất là nặng nề, như thế, như thế, như thế. Tiên tri Nathan không hề chứng kiến những việc đó, nhưng mà tiên tri Nathan là người của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông, và ông đã đến và chỉ đúng tội của David. Và chúng ta thấy rằng khi mà David bị chỉ tội như vậy thì ông đã không hề nổi giận, thay vào đó thì ông đã nhìn nhận tội lỗi của ông và ông đã hạ mình xuống ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời, và ông đã có một thái độ sẵn sàng chấp nhận tất cả những cái hậu quả do tội lỗi mình gây ra. Và đó là một cái biểu hiện rất là quan trọng của một con người ăn năn. David sau khi phạm tội rất nghiêm trọng thì đã thật sự ăn năn với Chúa, và ông đã phải trả giá rất là đắt, anh chị em. Trong suốt một thời gian dài, nhiều biến cố đã xảy ra với ông, và trong suốt một thời gian dài ông đã mất ngôi, có thể gọi là mất nước luôn, và ông bị đứa con trai của mình là Absalom truy sát, những người vợ của ông thì bị hãm hiếp ngay tại cái cổng thành luôn bởi chính con trai Absalom của mình. Tất cả những cái sự đau đớn nhục nhã chất ở trên ông như là những cái hậu quả do tội lỗi mà ông gây ra, ông đã gieo ra và ông đã phải gặt lấy những cái hậu quả rất là nặng nề. Tuy nhiên bởi sự ăn năn thành khẩn của ông thì Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông, và Đức Chúa Trời đã phục hồi lại ngôi nước cho ông, và Đức Chúa Trời đã phục hồi lại tất cả mọi sự cho David. Và David tiếp tục sống đời sống yêu mến kính sợ Chúa, một đời sống tin kính Chúa trong suốt quãng đời còn lại không. Và cho đến mãi sau này và cho đến mãi về sau nữa, tôi tin rằng David là tấm gương sáng cho chúng ta, mặc dù đã có một lần ông phạm tội rất là nghiêm trọng. Thưa anh chị em, như vậy thì tôi đã đọc những cái phần Kinh Thánh nói về ba nhân vật của chúng ta: Rahab, Ruter và David. Rahab là một gái bán dâm. Ruter là một người nữ ngoại bang và thuộc một cái dân tộc thờ hình tượng rất là gớm ghiếc, đó là dân tộc Moab. Thậm chí là họ có thể đưa con cái của họ trên lửa, đốt con cái của họ trên lửa, làm những cái nghi thức tế thần, những cái rất là mọi rợ, rất là man rợ, khủng khiếp. Ruter xuất thân từ một cái dân tộc như vậy, một dân tộc đáng bị rủa xả, đáng bị trừng phạt như vậy. Như vậy, vậy mà cuối cùng thì anh chị em thấy rằng tên của Rahab và Ruter đã được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, và đặc biệt là được nhắc đến ngay trong cái bản gia phả của Chúa Giê-xu. Đó là một điều thật là tuyệt vời. Anh chị em hãy suy nghĩ mà xem, họ không hề có một cái tư cách nào để được Kinh Thánh nhắc đến cả. Và anh chị em biết rằng cái văn hóa của Kinh Thánh đó là thường là nói về những người nam, rất hiếm khi
nói về những người nữ, và thường là những người nữ thậm chí là không được nhắc đến, bỏ qua. Chẳng hạn như là Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn, thì chỗ đó là dùng chữ men, tức là 5.000 người đàn ông mà không nhắc đến phụ nữ và trẻ em. Anh chị em để ý không? Nhưng mà có một số phần ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng không có thể hiện một cách thường tình theo cái văn hóa Kinh Thánh. Và ở một số phần như vậy thì rõ ràng có một cái ý định của Đức Chúa Trời, có một cái lẽ thật mà Ngài muốn chuyển tải cho anh chị em. Như vậy thì đối với David thì anh chị em thấy phạm tội vô cùng nặng nề và là một cái điều không thể nào chấp nhận đối với một cái người có cương vị giống như David, là một cái người mà phải làm gương cho tất cả mọi người ở trong đất nước, ở trong dân tộc, cái người có địa vị cao trọng. Và thật ra thì David vốn không phải là con người như vậy. Ông là một người yêu mến Chúa, ông là một người gần gũi với Chúa, và thậm chí Kinh Thánh mô tả David là một người theo lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở trong một phút không cẩn trọng, trong một cái giây phút tự mãn, trong một cái giây phút không cảnh giác, David đã sa vào trong tội lỗi rất là gớm ghiếc, rất là nặng nề. Và có thể nói rằng cả ba con người này không ai có thể xứng đáng được nhắc đến, cũng như là những cái con người khác, một số cái tên ở trong cái bản giao phả này, ở trong đó có những vị vua rất là độc ác, ở trong đó có vua thiện, cũng có vua ác, thì có những vua thờ hình tượng trong đó nữa. Nhưng mà họ cũng có tên ở trong cái bản gia phả đó, và họ thuộc về cái dòng dõi mà Chúa Giêsu ra đời. Vậy thì thưa anh chị em, có ý nghĩa gì? Điều này có ý nghĩa gì? Cái tên Rahab, tên Ruter và tên David, đặc biệt ba cái tên này được nêu ở trong cái bản gia phả này, nó đem đến cho chúng ta cái ý nghĩa quan trọng gì? Cái bài học quan trọng nào? Thông điệp quan trọng nào? Lẽ thật quan trọng nào? Thưa anh chị em, đó là một cái lẽ thật quan trọng về ân điển của Đức Chúa Trời, và tôi gọi nó là bản tuyên ngôn của ân điển. Có những con người hoàn toàn không xứng đáng, nhưng mà họ đã thật sự nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, họ nhận được hồng ân của Đức Chúa Trời, và thậm chí họ có thể kinh nghiệm nhiều điều lớn lao trong cuộc đời của họ. Họ được Đức Chúa Trời cất nhắc lên. Chúng ta thấy rằng cả Rahab và Ruter đều là những tổ mẫu của Chúa Giêsu, những người ngoại, những người thuộc các dân tộc thờ hình tượng gớm ghiếc. Thậm chí như Rahab là một cái người kỹ nữ, một gái mại dâm, ô uế, dơ bẩn, đời sống thác loạn. Vậy mà khi họ được nghe về Chúa, khi họ có thể chứng kiến những cái công việc của Chúa qua đời sống của ai đó, và họ bắt đầu mở lòng ra để có thể tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống mình, tiếp nhận Ngài làm đấng tạo hóa của mình, tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa Trời của mình, thì số phận của họ được thay đổi hoàn toàn. Lẽ ra Rahab sẽ cùng chung số phận với quân đội thành Jericho, cũng như tất cả những người đang sống ở tại thành Jericho cũng sẽ chết ở trong cái đợt tấn công của quân Israel. Nhưng bởi sự nhìn biết Chúa, sự tin cậy Đức Chúa Trời, và bằng lòng đứng về phía chính nghĩa của Đức Chúa Trời, mà số phận của Rahab đã được thay đổi hoàn toàn. Bà không còn phải đối diện với sự chết nữa, không phải đối diện với sự nhục nhã, không phải đối diện với đời sống tội lỗi nữa. Thay vào đó mà được Chúa ban cho một thiên mệnh, đó là được làm con cái của Đức Chúa Trời. Và thật là vinh hạnh, sau này bà đã trở nên một trong những tổ mẫu của Chúa Giêsu. Và Ruter, một người nữ ngoại bang, là cái dân tộc Moab thờ hình tượng gớm ghiếc, nhưng mà bà đã nhìn thấy điều gì đó thật tốt đẹp ở trong cái đời sống của Naomi. Tôi tin rằng những cái người đàn ông trong gia đình mà đã qua đời sớm đó thì có lẽ không có cái gì đặc biệt cả. Nhưng mà với Naomi thì tôi tin rằng Naomi là một người phụ nữ có đức tin tốt. Đó là lý do vì sao
mà Ruth đã quyết định chọn Đức Chúa Trời của Naomi làm Đức Chúa Trời của mình, và quyết định chọn quê hương xứ sở dân tộc của Naomi làm quê hương xứ sở làm dân tộc của mình. Đó là lý do vì sao mà Ruth đã quyết định gắn bó suốt cuộc đời còn lại của mình với Naomi. Khi Naomi đã đuổi khéo đi thì bà cũng không nhất định bà không đi. Naomi là một người phụ nữ tốt khi mà bà đuổi Ruth. Bởi vì nếu bà ích kỷ thì chắc chắn bà không đuổi đâu. Bởi vì bà rất là đơn độc, bà neo đơn, bà cần có ai đó ở với bà, chăm sóc bà, đồng hành với bà. Cho nên khi mà bà đuổi Ruth đi cùng với cái người con dâu kia thì rõ ràng bà là một người tốt, bà mong muốn cái điều ích lợi cho người khác. Và tôi tin rằng những cái biểu hiện đó nó cho thấy rằng Naomi là một người tin kính Chúa. Bà có tấm lòng dành cho Đức Chúa Trời. Và bà đã sống một cái đời sống bày tỏ ra những cái nét đẹp, những cái quyền năng của Đức Chúa Trời như thế nào đó, đến độ nó ảnh hưởng đến Ruth. Và Ruth đã quyết định tin Chúa. Và Ruth quyết định theo Naomi và trở về Do Thái để sống. Và cảm ơn Chúa. Nhờ đó mà cuối cùng thì Ruth đã gặp được Bô-ô, là một người giàu có trong vòng bà con ở bên chồng của mình, là người chồng quá cố, và kết hôn với Bô-ô. Và cuối cùng thì đã trở nên một trong những tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Thật là tuyệt vời. Số phận được thay đổi hoàn toàn từ một thành viên ở trong một cái dân tộc bị rủa xả, đáng ra phải bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ bà không chỉ được sống mà bà còn được cất nhắc lên. Đời sống, kinh tế, tất cả mọi thứ đều được nâng cấp lên bội phần. Và cái điều vinh hạnh nhất là được trở nên tổ mẫu, một trong những tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Thật là tuyệt vời. Còn David phạm tội nặng nề, nhưng bởi sự ăn năn thật, một sự ăn năn xuất phát từ đáy lòng của ông, đến nỗi một lần nọ David đã nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, tấm lòng đau thương thống hối Ngài không khinh dễ đâu. Ông là một con người thật sự yêu Chúa, thật sự kính sợ Chúa. Và anh chị em ơi, có nhiều người sẽ nói rằng nếu mà yêu Chúa, kính sợ Chúa mà tại sao còn phạm tội. Tôi xin thưa với anh chị em rằng tất cả chúng ta cần phải cẩn thận. Vì Kinh Thánh có nhắc nhở chúng ta rằng ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Kể cả một người yêu mến và kính sợ Chúa, nếu như không cẩn thận gìn giữ tấm lòng của mình hơn hết, nếu như không có một sự cảnh giác, mà nếu như chủ quan thì để cho cái sự kiêu ngạo nó đi vào trong con người của mình, cái sự tự mãn nó đi vào trong con người của mình, và mình sẽ dễ dàng sa vào trong cạm bẫy của ma quỷ. Nếu như một người yêu mến kính sợ Chúa trong một lúc tự mãn mà còn có thể sa vào trong tội lỗi, thì hỡi anh chị em, tôi và anh chị em nếu không phải là một người kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ rất dễ phạm tội. Không chỉ là lâu lâu mới phạm tội mà rất có thể mỗi ngày chúng ta phạm tội, và rất có thể mỗi giờ chúng ta phạm tội. Chúng ta phạm đủ thứ tội hết, phạm tội nói dối, phạm tội ganh ghét người khác, nói hành nói xấu người khác, đủ thứ cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta. Từ trong tư tưởng cho đến lời nói cho đến việc làm, chúng ta sẽ phạm rất nhiều tội nếu như chúng ta không kính sợ Chúa. Như vậy thì cái bài học về David nhắc nhở cho tôi và anh chị em rất là nhiều. Kể cả khi chúng ta là một người mạnh mẽ trong đức tin, kể cả khi chúng ta là một người kính sợ, yêu mến Chúa, một người tin kính Chúa, thì chúng ta phải luôn luôn có sự cảnh giác trong đời sống, và chúng ta phải có lẽ thật của Chúa trong đời sống. Ở trong Thi Thiên 119 thì tác giả Thi Thiên đã nói một cái câu mà tôi rất là tâm đắc, là tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Tôi đã tích trữ, chữ giấu đó có nghĩa là tích trữ hay là tích lũy lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Như vậy thì chúng ta mỗi ngày cứ tiếp tục bước đi trong sự kính sợ và yêu mến Chúa. Đừng nghĩ là tôi yêu mến Chúa đủ rồi, kính sợ Chúa đủ rồi, và tôi có thể dừng lại ở tại đây, tôi đã đạt đến cái đẳng cấp cao nhất rồi. Tôi xin thưa với anh chị em rằng chúng ta không bao giờ có thể đạt được đến sự trọn vẹn hoàn toàn được cả. Chúng ta luôn luôn có những sự thiếu sót trong đời sống của chúng ta. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta phải tiếp tục khao khát lời của Chúa, tiếp tục học hỏi lời của Chúa, và chúng ta tích trữ lời của Chúa trong lòng của chúng ta.
để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Tại sao? Tại sao tác giả nói điều đó? Đó là một con người đầy kinh nghiệm. Bởi vì khi lời Chúa đầy trong lòng của chúng ta, thì cái tiếng nói của Chúa sẽ vang vọng mạnh mẽ trong lòng của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đối diện với những sự cám dỗ, chúng ta đối diện với những cái trường hợp mà chúng ta có thể phạm tội, lời Chúa sẽ vang vọng. Lời Chúa sẽ vang vọng: con đừng phạm tội tà dâm, con đừng phạm tội tham lam, con đừng phạm tội giết người, vân 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 và vân vân. Đừng ghét anh em mình, đừng nói xấu người khác, đừng nói hành người khác. Nếu chúng ta không có những lẽ thật đó ở trong tấm lòng chúng ta, thì chúng ta sẽ thậm chí không biết đó là tội lỗi, và chúng ta sẽ sa vào trong tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta có lẽ thật, thì chúng ta biết rằng ồ, cái này là tội lỗi, cái kia là điều sai trật, vân vân. Và chúng ta có thể phân biệt được đâu là điều ác, đâu là điều thiện, đâu là chính, đâu là tà, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là trắng, đâu là đen, vân vân. Thưa anh chị em, cho nên anh chị em ơi, nếu như Rahab, Ruter và David là những người mà không xứng đáng chút xíu nào cả vì những cái gì đó đã từng xảy ra ở trong quá khứ của họ, nhưng bây giờ họ lại được nhắc đến ở trong cái bản tuyên ngôn của ân điển này, họ được nhắc đến như là những bậc tiền bối của Chúa Giêsu, thì thưa anh chị em, tôi và anh chị em hoàn toàn có thể được Đức Chúa Trời đối xử như vậy. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Ân điển là gì? Thưa anh chị em, ân điển là gì? Nhiều người không hiểu cái từ ân điển. Ân điển chỉ đơn giản là hồng ân của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những con người hoàn toàn không xứng đáng, ban cho chúng ta một cách vô điều kiện. Chữ vô điều kiện này anh chị em phải hiểu đúng. Chữ vô điều kiện này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không đủ tư cách, chúng ta hoàn toàn không xứng đáng để nhận được hồng ân đó. Nhưng mà Chúa đã vì lòng yêu thương, nhân từ mà Ngài đã ban hồng ân đó cho chúng ta. Chúa Jesus Christ đã đến thế gian để chết trên thập tự giá cho chúng ta, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng. Và mỗi một người tin cậy Chúa Jesus thì sẽ nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, chúng ta rất ô uế, nhưng mà bởi lòng tin của chúng ta thì chúng ta được nhận làm con cái của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái chữ vô điều kiện đó, anh chị em đừng có hiểu là ồ, như vậy thì cái đức tin đó là một cái điều kiện và phải tin thì mới có thể được nhận làm con cái Đức Chúa Trời. Như vậy thì không thể nói là ân điển vô điều kiện được. Cái chữ vô điều kiện tôi nhắc lại có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, lẽ ra chúng ta không nhận được, nhưng mà Chúa đã làm sẵn hết cho chúng ta. Và đương nhiên Chúa không muốn chúng ta giống như những con robot mà Ngài áp đặt bất cứ điều gì. Đó là lý do vì sao Ngài muốn chúng ta sử dụng cái ý chí tự do của mình. Sau khi được nghe về Ngài, sau khi được chứng kiến những công việc của Ngài, thì chúng mở lòng mình ra, chúng ta tin và chúng ta tiếp nhận, và ân điển đó sẽ là của chúng ta. Thưa anh chị em, cho nên tôi nói rằng đây là bản tuyên ngôn của ân điển. Và chúng ta có thể xem một số phần kinh thánh như Ê-sai chương 1 câu 18. Chúng ta mở ra Ê-sai chương 1 câu 18. Chúng ta mở ra để hiểu thêm về ân điển của Chúa dành cho nhân loại. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận với nhau. Dù tội các ngươi đỏ như son sẽ trở nên trắng như tuyết, dù đỏ thắm như vải điều sẽ trở nên trắng như lông chiên. Mỗi khi mà đọc tới cái câu kinh thánh này thì tôi rất là biết ơn Chúa, và tôi cảm nhận rất là rõ ràng ân điển là như thế nào. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là Chúa tể của cả cõi hoàng phủ, và chúng ta là những con người tội lỗi. Vậy mà Chúa nói rằng bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận với nhau. Ngài chủ động kêu gọi chúng ta đến, những con người chẳng ra gì cả, những con người đáng ra bị hư mất đời đời nơi hỏa ngục. Nhưng mà Ngài chủ động gọi chúng ta đến, và Ngài nói rằng hãy đến đây, chúng ta biện luận với nhau. Và tôi có cảm giác giống như là Ngài kêu chúng ta đến và chúng ta được nhìn thẳng vào mắt của Ngài.
giống như là chúng ta được ngồi ở trên một cái ghế mà đối diện với ngai của Ngài, và chúng ta được nhìn trực diện vào Ngài và được biện luận với Ngài. Đó chẳng phải là ân điển hay sao? Chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, nhưng mà chúng ta đã nhận được, Ngài đã kêu gọi, và Ngài sẵn sàng kêu gọi bất cứ một người nào. Sự kêu gọi đó dành cho bất cứ một người nào. Cái điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng lắng nghe lời kêu gọi đó, và sẵn sàng đến, và sẵn sàng tiếp nhận lời kêu gọi đó hay không. Và lời của Chúa nói rằng, khi chúng ta tiếp nhận cái sự kêu gọi đó, đến với Ngài, tin cậy Ngài, thì dù tội của chúng ta có đỏ như son, thì Ngài sẽ làm cho trở nên trắng như tuyết, và dù đỏ thấm như vải điều, thì Ngài sẽ làm cho trắng như lông chiên. Thật là tuyệt vời. Ở trong văn nhất, một câu 9 thì nói rằng, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công chính, tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hoàn toàn không xứng đáng, nhưng mà khi chúng ta đến Ngài, xưng tội mình ra, thì Ngài làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa. Trước đó thì lời Chúa nói rằng, huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta thật lòng ăn năn. Amen. Ở trong Esai chương 43 câu 18 và câu 19, đây cũng là một cái phần kinh thánh rất là hay mà anh chị em nên ghi nhớ. Lời Chúa chép như thế này: đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn. Ngài muốn chúng ta quên đi cái quá khứ tội lỗi, quá khứ thất bại. Ngài muốn chúng ta quên đi tất cả những cái điều gì nó đem lại khổ đau cho chúng ta trong quá khứ. Ngài muốn chúng ta quên đi tất cả những cái điều gì nó đang trì kéo cuộc đời của chúng ta, những gì thuộc về quá khứ mà nó đang ảnh hưởng đến hiện tại, mà nó đang trì kéo, nó đang làm trì trệ, nó đang làm khốn đốn cuộc đời của chúng ta. Và Ngài nói rằng, Ngài sắp làm một việc mới. Và chúng ta cần phải tinh ý, chúng ta cần phải để ý cái việc mới mà Ngài sắp sửa làm đó. Ngài sẽ vạch một con đường giữa sa mạc và khơi những dòng sông trên vùng đất khô cằn. Ở trong một cái bản khác thì dịch như thế, có nghĩa là những việc không thể thì hoàn toàn có thể với Đức Chúa Trời. Không có điều gì là không thể với Đức Chúa Trời cả. Ngài hoàn toàn có thể làm cuộc đời của chúng ta. Thưa anh chị em, ở trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9 thì nói như thế này. Ê-phê-sô chương 2 câu 8 và câu 9: vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là quà tặng của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Thưa anh chị em, như vậy thì ân điển là sự ban cho một cách vô điều kiện, theo cách mà tôi đã giải thích cho anh chị em đó. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không xứng đáng để nhận, nhưng mà Chúa sẵn lòng ban cho chúng ta. Miễn là chúng ta tiếp nhận thì nó sẽ là của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Thưa anh chị em, cũng ở trong cái bản tuyên ngôn của ân điển này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tể trị dòng lịch sử nhân loại một cách tuyệt đối và ngoạn mục. Anh chị em đọc lại, anh chị sẽ thấy là Ngài đã tể trị dòng lịch sử của nhân loại một cách tuyệt đối và ngoạn mục. Có những cái lầm lỗi, có những thế hệ gian ác và những việc làm gian ác, có những biến cố xảy ra tưởng chừng làm cho những lời tiên tri bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được ứng nghiệm. Nhưng cuối cùng thì, thưa anh chị em, những điều đó đã ứng nghiệm một cách kỳ diệu. Đã ứng nghiệm một cách kỳ diệu, thưa anh chị em. Anh chị em hãy nghĩ đi. Giả sử như khi mà Absalom truy sát David và muốn giết chết vua cha David của mình và thành công trong điều đó, thì rõ ràng là có nhiều điều sau này đã không ứng nghiệm. Và rõ ràng là Chúa Giêsu không thể được gọi là con cháu vua David được. Anh chị em thấy điều đó không? Như vậy thì sẽ có rất là nhiều trục trặc ở sau này. Rất là nhiều biến cố xảy ra, hòng ngăn chặn, hòng dập tắt, hòng làm cho những cái lời tiên tri không bao giờ ứng nghiệm. Nhưng mà anh chị em ơi,
những cái ý muốn lớn lao vĩ đại của Đức Chúa Trời, những gì mà Đức Chúa Trời đã định cho nó xảy ra thì không ai có thể làm thay đổi được, thưa anh chị em. Cho nên Ngài đã chứng minh rằng Ngài là đấng tể trị một cách tuyệt đối và ngoạn mục ở trên dòng lịch sử của nhân loại. Chúng ta thấy rằng ví dụ như là Cơ Đốc giáo của chúng ta, rất là nhiều lần những thế lực lớn ở trên thế giới này đã muốn tiêu diệt, họ muốn tiêu diệt những người tin Chúa, họ muốn tiêu diệt, họ muốn đốt sạch hết Kinh Thánh, muốn dẹp bỏ, muốn xóa sổ Kinh Thánh, vân vân. Họ muốn phá tan hết tất cả những gì thuộc về Cơ Đốc giáo. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì không hề có một thế lực nào có thể thực hiện được điều đó cả. Và thậm chí ngược lại, những thế lực mà hòng tiêu diệt Cơ Đốc giáo, hòng tiêu diệt dân của Chúa, hòng tiêu diệt hội thánh của Chúa, những thế lực đó đã bị tiêu diệt. Anh chị em thấy kỳ diệu không? Đức Chúa Trời tể trị trên dòng lịch sử của nhân loại, và ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện, và không ai có thể cản trở Ngài. Và chúng ta thấy rằng những gì đã được nói trước từ xa xưa mà sau này ứng nghiệm, thì điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời là đấng kiểm soát dòng lịch sử của nhân loại, và Ngài là đấng có quyền bính cao nhất trong cõi vũ trụ này, và không ai có thể chống nghịch lại Ngài cả. Tôi cảm thấy tự hào về Đức Chúa Trời mà tôi đang thờ phượng. Cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em có thể đọc ở trong Ê-sai chương 11 từ câu 1 đến câu 3. Ê-sai chương 11 từ câu 1 đến câu 3. Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Giê-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái chồi sẽ nứt ra từ gốc Giê-sê này là ai? Chính là Chúa Giê-su Christ của chúng ta, thưa anh chị em. Và anh chị em thấy không? Trải qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử, biết bao nhiêu thế lực thù địch với Israel, và anh chị em thấy không có một thế lực nào có thể làm thay đổi cái sự ứng nghiệm những lời tiên tri bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời được. Và kết quả là Chúa Giê-su đã thật sự ra đời đúng như là những lời tiên tri đã tiên báo trước, thưa anh chị em. Chúng ta thấy rằng điều hai nhỏ chúng ta cần phải nói đến trong buổi tối hôm nay, đó là bản tuyên ngôn của ân điển được công bố cho toàn nhân loại. Điều đó được chép từ câu 18 đến câu 25, đó là về sự giáng sinh của Chúa Giê-su. Thưa anh chị em, đối với tôi thì sự kiện Chúa Giê-su giáng sinh chính là bản tuyên ngôn của ân điển, hay nói chính xác hơn là đó chính là bản tuyên ngôn của ân điển được công bố cho toàn nhân loại. Thưa anh chị em, sự kiện Chúa Giê-su Christ giáng sinh đối với tôi chính là bản tuyên ngôn của ân điển được công bố cho toàn nhân loại. Chúng ta có thể đọc ở trong Roma đoạn 3 câu 23. Đó là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và ở trong Roma đoạn 6 câu 23, chúng ta mở ra ở trong Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. Bây giờ thì tôi có một cái câu hỏi thảo luận dành cho tất cả anh chị em. Câu hỏi là như thế này: tôn giáo và các phương pháp tu hành có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt được không? Tại sao? Tôi hỏi lại nhé. Tôn giáo và các phương pháp tu hành có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt được không? Tại sao? Rồi bây giờ thì các anh chị em ở trong lớp có thể mở micro lên để phát biểu. Anh chị em nào đã có ý tưởng thì mở micro lên lần lượt từng người một. Và những anh chị em đang theo dõi qua livestream
có thể đóng góp phần thảo luận của mình bằng cách gửi những cái comment vào trong livestream của chúng ta. Và sau đó chúng tôi sẽ đọc và có thể học hỏi những điều mới mẻ từ nơi anh chị em. Rồi, chúng ta bắt đầu thảo luận nhé. Và tôi nhắc lại, tôn giáo và các phương pháp tu hành có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt được không? Tại sao? Rồi, các anh chị em trong lớp có nghe tôi không? Hello? Các anh chị em trong lớp có nghe tôi không? Nếu mà nghe thì vui lòng bật micro lên trả lời để tôi chắc rằng anh chị em đang nghe mà tôi không có bị trục trặc. Rồi. Mọi người đang nghe bình thường đúng không? Rồi như vậy thì chúng ta cùng nhau thảo luận một cách nhiệt tình nhé. Rồi ai sẽ là người phát biểu đầu tiên? Rồi xin mời. Rồi ai đó, ai mới mở micro lên đó? Rồi anh chị em ơi, chúng ta nhanh chóng thảo luận để khỏi mất thời gian nha. Câu hỏi tôi đã gửi trước cho anh chị em rồi. Và rồi nghe được rồi. Rồi vậy thì mời Hậu luôn nha. Cho tôi hỏi xin trả lời các phương pháp tu hành về tôn giáo là không có con người, bởi vì con người thế nào bước vào được cái không thể nào mà tự thân vận động được, không thể nào mà phát cái khỏi diễn tả sao, nhưng mà có lỗi là không thể nào mà được. Lại có tu hành cách khác cỡ nào thêm nữa cũng không thể nào không bao giờ mà một người nào có thể mà tu thành không phạm tội được. Rồi Hậu phát biểu xong chưa? Dạ xong. Rồi cảm ơn Hậu. Rồi các anh chị em khác, tôi muốn nghe những ý kiến khác. Rồi xin mời anh Chuyên Quảng Nam. Cái đó thì hoàn toàn không được cứu rồi. Tại sao tôn giáo và các phương pháp tu hành lại không thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt? Vì họ làm theo luật pháp, là họ tưởng là họ tự học của họ. Trong Roma đoạn 3 câu 28 thì chúng ta tin rằng một người chuyên không chính bởi đức tin chứ không phải bởi làm theo luật pháp. Cái tài khoản của ai mà nó bị nhiễu âm, nó ồn quá. Anh chị em, chỗ anh chị em nào đang ồn thì chúng ta tạm thời tắt. Nếu như chỗ mình nhiễu âm quá thì thôi hôm nay tạm ngưng phát biểu ha, tại vì nó ồn quá mọi người không nghe được, không biết là của ai đang ồn quá ha. Rồi anh Chuyên nói xong chưa? Xong rồi. Câu Quân Thánh là câu ba. Đoạn 3 câu 28 mà để trả lời câu này. Roma đoạn 3 câu 28 hả anh Chuyên? Dạ. Rồi anh Chuyên đọc lại cái câu đó đi. Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Những người họ theo tôn giáo thì họ làm theo luật pháp, họ nghĩ là họ làm việc này việc kia, việc thiện việc này việc kia, công đức công đức rồi để họ được cứu, nhưng mà không phải bởi đức tin Chúa Giêsu thôi. Rồi, amen. Rồi, cảm ơn Chuyên. Rồi, những người khác. Tôi muốn nghe một người nữ. Hai người nam phát biểu rồi, tôi muốn nghe một người nữ. Thủy đâu, Thu Hiền đâu, cô Hương. Rồi, những người nữ của Đức Chúa Trời đâu. Dạ, ba. Rồi, xin mời Thu Hiền. Rồi. Thế em thì... tôn giáo không thể cứu chúng ta được, bởi vì các tôn giáo là do những con người đã viết ra và nó được người ta làm theo bởi những cái luật pháp mà của giáo hội đưa ra, và
cái sự tu hành hay là sự tu đi tu cũng vậy, đó là những cái mà con người đặt ra để giờ nó giống như là cái sự rèn luyện bởi thân thể. Mà lời của Chúa thì nói là chúng ta không bị cứu bởi việc làm hay bởi cái sự cố gắng của chúng ta, mà chúng ta được cứu thì bởi đức tin và chết thay của Chúa Giêsu ngài mở miết ra để cứu chúng ta, để tha tội cho chúng ta. Thì con người không thể tự mình tu luyện để trở nên sạch tội được, bởi vì chính chúng ta là người có tội, chỉ có Chúa Giêsu chết thay chúng ta để chúng ta được tha tội. Rồi, rồi cảm ơn cô Hiền. Rồi còn ai muốn phát biểu nữa không? Tôi dành cơ hội cho một người nữa. Em à. Rồi xin mời cô Đinh Xuân Hương. Ai? Là Thủy. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói là chẳng phải những kẻ mồm nói lời Chúa mà vào được vào nước Đức Chúa Trời đâu, mà chỉ có những kẻ biết nói và làm theo lời Chúa mới được vào nước Đức Chúa Trời. Thì ở bên tôn giáo họ không làm theo lời của Đức Chúa Trời, và họ làm theo cái luật pháp của họ. Rồi mọi người có nghe cô Hương không? À, như vậy thì có cái trục trặc gì từ phía anh chị em, người nào mà không nghe thì thoát ra vào lại nhé. Tôi nghe rõ. Okay. Như vậy em có ý kiến như vậy thầy ạ? Rồi có một điều thế này, chúng ta không có nên nói như thế. Tôi không có đặt cái vấn đề là công giáo tin lành hay là một số cái tôn giáo mà nó có liên quan đến cơ đốc giáo đó. Tôi không nói về vấn đề tôn giáo, tôi không nói về vấn đề nhóm người nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói chẳng phải kẻ nào nói lạy Chúa mà vào nước thiên đàng đâu. Đàn là những người làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Thì không riêng gì công giáo mà kể cả tin lành. Nếu mà không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên trời, có nghĩa là sống Chúa dạy một đằng làm một nẻo, thì chúng ta cũng không bao giờ có thể vào vương quốc của Đức Chúa Trời được đâu. Chứ chúng ta cũng không nên nói theo cách đó, bởi vì chúng ta nói theo cách đó thì nó không có đúng, và đôi khi nó chạm đến cái vấn đề của anh chị em chúng ta. Thật ra thì tôi biết có những cái người họ vẫn nhận họ là người công giáo, nhưng mà họ thờ phượng Chúa đúng trong Kinh Thánh, không thờ hình tượng, và họ thực thi ý muốn của Chúa trên trời. Thậm chí tôi biết có những anh chị em công giáo mà họ bước đi ở trong quyền năng Thánh Linh, họ kinh nghiệm sự đại dạy Thánh Linh, và họ có thể đuổi quỷ, chữa bệnh, họ có thể vận hành trong các ân tứ của Chúa. Cho nên là tôi khuyên anh chị em một điều là chúng ta đừng nói những cái vấn đề tôn giáo này, tôn giáo nọ nha. Cái vấn đề là cái cốt lõi ở bên trong của từng con người. Và cho nên kể cả ở trong tin lành của chúng ta, và thậm chí kể cả trong giới lãnh đạo, nếu như không làm theo đúng ý muốn của Chúa Trời, thì kể cả một cái người lãnh đạo cao nhất ở trong cái hệ phái của tin lành vẫn đi xuống địa ngục như thường. Đó là lý do vì sao ở trong cái phần sau đó thì Chúa Giêsu nói rằng ngày đó sẽ có những người mà nói với ta rằng lạy Chúa, con đã nhân danh Chúa mà trừ quỷ, con đã nhân danh Chúa mà nói tiên tri. Nhưng ta nói rõ ràng với những kẻ như vậy rằng hỡi kẻ độc ác kia, hãy lui ra, ta chẳng biết người bao giờ. Nè, cho nên là chúng ta đừng có nói về vấn đề công giáo hay tin lành. Tôi không thích như vậy nha. Đôi khi chúng ta nói như vậy thì đụng chạm đến các anh chị em, và có những người họ tin Chúa thật thì sao nha. Cho nên mỗi khi mà chúng ta nhắc đến vấn đề tôn giáo thì nó sẽ nảy ra những cái sự xung đột không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta hãy nói về đức tin của chúng ta. Amen. Chúng ta nói về đức tin thật. Chúng ta nói về những sự dạy dỗ của Chúa trong Kinh Thánh. Và từ nay thì tôi mong muốn rằng anh chị em đừng nên phát biểu theo cách đó nữa. Bản thân tôi thì tôi tin rằng đó là một cách phát biểu không phù hợp. Cô Hương nhớ điều này nhé. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đúc kết cái phần này lại. Câu hỏi của tôi đặt ra đó là tôn giáo và các phương pháp tu hành có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt được không?
Tại sao? Vậy các anh chị em trong lớp tắt micro nha. Bây giờ tôi sẽ rút kết lại. Ở trong Châm Ngôn chương 14 câu 12 cũng như Châm Ngôn chương 16 câu 25 có cùng một nội dung như thế này. Có một con đường tưởng chừng như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó là nẻo của sự chết. À, rồi ở trong Roma đoạn 7 từ câu 21 đến câu 25, chúng ta mở một số phần kinh thánh trước khi tôi sẽ đúc kết ý lại cho anh chị em. Roma đoạn 7 từ câu 21 đến câu 25. Bởi vậy tôi khám phá ra luật này, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi. Ở trong Giăng chương 14 câu 6, một câu kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta. Đó là Chúa Giêsu phán: ta là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta, không ai được đến cùng Cha. Có nghĩa là không qua Chúa Giêsu thì không có ai được cứu, không ai được lên thiên đàng cả. Và ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 hoàn toàn quen thuộc với người tin lành. Đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rất là nhiều phần trong Kinh Thánh, tôi chỉ đọc một số cái phần điển hình như vậy thôi. Bây giờ tôi sẽ đúc kết lại cho anh chị em. Nhắc lại một lần nữa câu hỏi chúng ta đã đặt ra: tôn giáo và các phương pháp tu hành có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và án phạt được không? Tại sao? Câu trả lời của tôi cũng giống như của anh chị em, dứt khoát là không. Tôi có thể đưa ra cho anh chị em một vài cái ví dụ thực tế để minh họa nhé. Dựa vào lời của Chúa trong Roma đoạn 3 câu 23 nói rằng: vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể kết luận rằng tất cả mọi con người đều đã phạm tội, chỉ có Đức Chúa Trời là không phạm tội thôi. Tất cả mọi con người đều đã phạm tội hết. Và có nhiều người họ sẽ nói với tôi rằng: tôi không đồng ý, tôi đâu có bao giờ mà vi phạm luật pháp rồi bị gọi đến đồn công an, đâu có bao giờ bị đưa ra trước tòa, tôi đâu có bao giờ bị bắt, bị trói, bị bỏ tù đâu, mà nói là tôi có tội. Tôi hoàn toàn từ nhỏ tới lớn mà nói là tôi có tội. Tôi hoàn toàn từ nhỏ tới lớn không có phạm tội gì hết á. Tôi không có vi phạm, tôi không có phạm tội gì hết á. Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi xin thưa với anh chị em rằng những người nào mà nói như vậy thì họ hoặc là người kiêu ngạo, hoặc là người mất trí, hoặc là người chưa hiểu biết tới nơi tới chốn. Tôi sẽ giải thích cho anh chị em hiểu tại sao tôi lại nói như vậy nhé. Người ta luôn nghĩ là người có tội có nghĩa là khi bị bắt gặp quả tang rồi bị pháp luật trừng trị thì mới là có tội. Như vậy thì theo cái cách đánh giá đó thì có những cái người mà bị bắt quả tang và bị bắt vào tù đó, thì những người ở trong tù chắc chắn là những người xấu xa, bị ổi, đồi bại hơn những người bên ngoài. Nhưng mà trong thực tế, tôi và anh chị em biết rằng thật ra thì thậm chí có những người ở trong tù là những người bị tù oan, và cho là những người đó là những người không oan đi, là thật ra là có phạm tội thật đi, thì cũng chưa chắc gì những cái người ở bên ngoài lại là những người tốt hơn họ. Chỉ đơn giản là có nhiều người phạm tội mà vì lý do có gốc bự, lý do có những cái dây mơ rễ má gì đó, như người ta nói là nhất thân nhì thế tam quyền gì đó, có thể là vì vậy mà không bị xử. Ở trong thực tế chúng ta thấy gần đây có những sự việc xảy ra đúng không? Có những cái kẻ phạm tội rất là bị ổi, đúng ra thì phải bị xử một cách nặng nề,
nhưng mà cuối cùng thì xử cũng như là không xử. Anh chị em thấy không? Chúng ta không thể nào dựa vào cái việc bị pháp luật lên án, bị thi hành án, bị bắt, bị bỏ tù hoặc là bị xử tử hay cái gì đó thì mới gọi là phạm tội. Thật ra tội lỗi nó xuất phát từ trong cái tư tưởng của chúng ta. Tôi đã có lần nói với anh chị em rồi ha, có hai người, một người nam ví dụ là A, một người nam khác là B, cùng muốn hãm hiếp một cô gái. Cả hai đều có ý định đó trong đầu hết, nhưng vì một anh thì không có cái điều kiện thuận lợi, chưa gặp cái thời cơ thuận lợi để hãm hiếp, cho nên là chưa thực hiện cái điều đó. Nhưng mà trong đầu lúc nào cũng rất là muốn hãm hiếp cái cô gái đó. Và trong khi cái anh kia thì gặp cái thời cơ và bắt đầu hãm hiếp, và trong lúc đang hãm hiếp thì bị công an bắt gặp, hoặc là bị người ta nhìn thấy, người ta hô hoáng lên, người ta tố cáo, và cuối cùng bị bắt ra tòa, rồi cuối cùng bị kết án, rồi bị ném vào trong tù, vân vân. Thì nếu mà theo cái cách suy nghĩ của nhiều người như tôi nói lúc nãy đó, vậy thì có nghĩa là cái anh mà không bị công an bắt, anh tốt hơn cái anh bị công an bắt. Nhưng mà rõ ràng tôi tin rằng nếu anh chị em là người tỉnh trí thì anh chị em sẽ nói là không, cả hai đều xấu như nhau, chưa chắc gì ai tốt hơn ai, chẳng qua anh chàng kia chưa có cơ hội làm điều đó thôi. Chứ nếu có cơ hội thì cũng làm y hệt vậy thôi, cả hai đều có ý định đó cơ mà. Như vậy thì tôi xin thưa với anh chị em rằng cái tội lỗi á, nó xuất phát từ trong cái tư tưởng của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà Chúa Giêsu nói rằng nếu mà một cái người đàn ông nhìn một cái người phụ nữ khác mà không phải là vợ mình mà động lòng tham dục đó, tức là muốn lên giường với người ta đó, muốn làm những cái chuyện gian dâm đó, thì đã phạm tội tà dâm cùng người ấy rồi. Chứ không phải là đợi đến lúc mà bị bắt quả tang ở trên giường thì mới gọi là phạm tội tà dâm. Từ trong tư tưởng chúng ta đã phạm tội rồi. Và tôi xin hỏi các con cái của Chúa cùng với tất cả những người chưa phải là con cái của Chúa mà đang xem chương trình này, ai trong quý vị là người mà từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ cho đến giờ ở trong tư tưởng chưa bao giờ nghĩ một điều xấu? Cho tôi biết đi. Tôi sẽ lập tức thông báo đến toàn thế giới để phong cho quý vị là thánh ngay tức khắc. Bởi vì bản thân của tôi thì tôi nói một cách rất là chân thành, là từ nhỏ đến lớn nếu mà theo cái cách của Chúa chỉ ra thì tôi đã phạm tội rất là nhiều lần rồi. Thưa anh chị em, có thể tôi chưa có hành động, nhưng mà trong cái tư tưởng của tôi có những cái tư tưởng phạm tội. Và thưa anh chị em, chỉ cần chúng ta suy nghĩ cái việc của tội lỗi thôi thì chúng ta đã là người phạm tội rồi. Và huống hồ chúng ta mang cái bản chất tội lỗi di truyền từ tổ phụ, từ đời Adam và Eva phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, bất tuân Đức Chúa Trời, tội lỗi đi vào trong họ, và chúng ta mang cái gen của tội lỗi. Và những người mà chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ thì bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Bởi vì ở trong vườn địa đàng thì Đức Chúa Trời đã nói với con người là không có được ăn cái trái của cây biết điều thiện và điều ác, bởi vì một mai con ăn thì chắc chắn sẽ chết. Mà chúng ta thấy rằng sau khi ăn cái cấm đó thì Adam Eva vẫn sống mà, đúng không? Như vậy thì chữ chết đó phải suy nghĩ như thế nào? Cái chữ chết đó, cái ý nghĩa của nó là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, đang hàm ý về một cái sự hư mất. Ở trong cái tình trạng hư mất, ở trong cái tình trạng bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, cho nên đó là lý do vì sao những người mà không có Chúa Giêsu trong đời sống thì họ không thể nào cầu nguyện được, họ không thể nào cầu nguyện với Chúa được. Cái tâm linh của họ đã bị chết rồi, bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời rồi. Cho tới khi mà họ tiếp nhận Chúa Giêsu thì lúc đó họ mới biết thế nào là cầu nguyện, và họ không còn kêu trời một cách mông lung nữa, mà thay vào đó là những lời cầu nguyện bởi đức tin xuất phát từ trái tim của họ, xuất phát từ tâm linh của họ, bởi vì tâm linh của họ đã được sống lại, được ấn chứng bởi Thánh Linh. Thưa anh chị em, như vậy thì qua những gì mà tôi nói để làm gì? Để có thể khẳng định một điều rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều phạm tội. Không có một người nào mà không phạm tội cả. Và nếu như tất cả chúng ta đều phạm tội thì tôi có thể cho tất cả mọi người một cái ví dụ như thế này. Tất cả những mọi người đều phạm tội hoặc là mang cái bản chất tội lỗi và đều là những người có tội, những tội nhân, thì tôi có thể ví von giống như là những người không biết bơi
và tất cả những người không biết bơi đó rớt xuống một cái hồ hay một dòng sông hay là biển gì đó. À, và bởi vì không biết bơi cho nên dù cho có cố để vùng vẫy thét gào, cố để hoạt động thì cuối cùng mọi người đều chìm xuống. Có thể là người yếu thì chìm trước, người mạnh hơn có nhiều sức để nhoi lên, để ngoi lên thì chìm sau, và cuối cùng thì tất cả đều chìm. Như vậy thì những cái hành động mà cố để bơi hay là cố để ngoi lên, cố để vùng vẫy đó của những người không biết bơi đó, nó giống như là những cái phương pháp tu hành ở trong đời sống của chúng ta. Và tu hành có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta muốn chỉnh sửa cái con người của mình. Tu là sửa. Chúng ta muốn chỉnh sửa con người của mình. Nhưng mà anh chị em ơi, anh chị em phải hiểu một điều rằng, giả sử như cái máy của tôi nó bị hư thì nó không thể nào nó tự chỉnh sửa được. Anh chị em phải biết điều đó. Mà phải có cái anh thợ máy anh chỉnh sửa nó. Và đặc biệt là cái người đã làm ra cái máy này là cái người tốt nhất để chỉnh sửa, vì biết cái gì sai trật, cái gì hư hỏng ở trong cái máy đó, biết rõ từng bộ phận nó cấu thành như thế nào, nó nằm ở đâu, cái tính năng của nó là gì, tuổi thọ nó là bao lâu, vân vân, nắm rất là rõ và sửa được, nó sửa được. Cũng giống như những người không biết bơi rớt xuống thì dù cho có cố để vùng vẫy thét gào đi nữa thì cuối cùng cũng chìm thôi. Người yếu chìm trước, người mạnh chìm sau, tất cả đều chìm hết. Cho nên những cái phương pháp tu hành hay là những cái nghi thức tôn giáo nó không thể nào cứu được chúng ta. Thưa anh chị em, tôn giáo và các phương pháp tu hành, tôi ví như là con người đi tìm Đức Chúa Trời. Và con người thật làm sao biết Đức Chúa Trời ở đâu để mà tìm, đúng không? Kể cả chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ở thiên đàng đi nữa, chúng ta có nghe nói là Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, ở trên trời, chúng ta có thể lên trời, lên thiên đàng được không? Chúng ta có thể chạm được đến cái điểm mà Đức Chúa Trời đang ngự trên ngai của Ngài không? Chúng ta hoàn toàn không thể biết Đức Chúa Trời ở đâu để mà tìm. Ngài vĩ đại vô cùng, Ngài lớn lao vô cùng và Ngài mầu nhiệm vô cùng. Không thể nào người trần mắt thịt mà có thể đi tìm Đức Chúa Trời hay là ông trời được. Thay vào đó, Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể tìm thấy con người. Kinh Thánh nói rằng mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian. Ngài nhìn thấy từng con người, Ngài nhìn thấy từng cuộc đời. Và Ngài chính là đấng tạo hóa. Ngài là đấng đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người của chúng ta. Và Ngài có toàn quyền toàn năng để can thiệp vào trong cõi thiên nhiên mà Ngài đã tạo dựng. Ngài có toàn quyền toàn năng để can thiệp vào trong từng cuộc đời. Và Ngài chính là đấng có thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và án phạt, chứ không phải bất cứ một cái phương pháp tu hành nào. Có một số người nói rằng, không không, tôi tin rằng nếu mà tôi tu và tôi cầu nguyện với giáo chủ của tôi thì giáo chủ của tôi có thể cứu được tôi ra khỏi tội lỗi và án phạt. Tôi xin thưa với quý vị rằng giáo chủ quý vị là ai? Tôi không muốn nhắc đến những cái tên bởi vì đôi khi quý vị lại tự ái tôn giáo. Nhưng mà dù là giáo chủ nào đi nữa, tất cả đều là con người cả thôi. Và đối với tôi thì có một nhân vật mà tôi cũng thường hay để ý, tôi không biết có phải là giáo chủ hay không, nhưng mà tôi nhắc đến ông với một cái thái độ trung hòa thôi. Ông ấy là Khổng Tử và rất là nhiều người kính nể ông ta. Ông ta là một người được cho là khôn ngoan và tôi thấy ông ta có nhiều sự khôn ngoan ở trong đời sống và có nhiều cái sự dạy dỗ cũng khá là chí lý. Nhưng mà thật ra thì tất cả những sự dạy dỗ đó nó hoàn toàn nó đã có trong Kinh Thánh rồi. Và Khổng Tử đã nhiều lần nhắc đến một ông trời hay là một Đức Chúa Trời, hay là theo cái cách gọi của người Trung Hoa đó, là Thượng Đế. Khổng Tử nói là thiên sanh nhân, rồi thiên sanh vạn vật, duy nhân tối linh. Như vậy thì qua những cái câu đó mình thấy là trời sinh ra người, rồi trời sinh ra vạn vật, và chỉ có con người là có linh hồn. Và thấy được qua tất cả những cái lời nói như vậy thì Khổng Tử đang thừa nhận rằng có một Đức Chúa Trời là đấng cao hơn ông, cao hơn tất cả. Ông chỉ là một con người bình thường. Và tất cả những giáo chủ mà người ta đang thờ lại ở trong các tôn giáo khác nhau thì đều là những con người bình thường mà thôi. Không hề có một ai dám tuyên bố rằng
mình là con đường, chân lý và sự sống cả. Không hề có một ai thật sự chính miệng họ tuyên bố rằng họ từ trời mà đến cả. Tất cả chỉ là tôn giáo, và ở trong thực tế cũng chứng minh điều đó. Bởi vì nó chỉ là tôn giáo, nó chỉ là những phương pháp tu hành. Cho nên đời sống của người ta không thể nào kinh nghiệm quyền năng được. Những người bị bệnh nan y chỉ có chờ chết. Rồi những con người sống ở trong tội lỗi chìm ngập thì cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi ở trong tội lỗi đó mà không thể thoát khỏi được. Có nhiều người họ sẽ nói là không, tôi không đồng ý. Có nhiều cuộc đời được biến đổi. Tôi biết là có nhiều cuộc đời được biến đổi. Có nhiều người được chữa lành bệnh nan y. Vân vân, đủ thứ hết. Tôi có thể nói trong cái bệnh viện như thế này. Anh chị em hãy quan sát. Những đất nước nào mà thờ phượng Đức Chúa Trời, cái tỷ lệ những người thờ phượng Đức Chúa Trời càng đông, càng nhiều, và thờ phượng càng hết lòng, cung kính, yêu mến, kính sợ Chúa, tin kính Chúa, thì những đất nước đó là những đất nước mà chúng ta thấy văn minh hơn, giàu mạnh hơn, vượt bậc hơn rất là nhiều. Và những đất nước đó, họ thật sự họ tiến bộ trên nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, những cái lĩnh vực khác nhau đều là tiến bộ, bỏ xa những đất nước mà thờ hình tượng quá nhiều và theo những cái tôn giáo, thờ những giáo chủ xuất phát từ con người. Cho nên những cái thực tế có thể chứng minh cho chúng ta điều đó. Thưa anh chị em, bản thân của tôi thì tôi tự hào vì tôi là con cái của Chúa. Và tôi có thể nói với anh chị em là cái cách để mà tôi biết chắc niềm tin của tôi là đúng, đó là khi tôi đọc lời của Chúa, tôi tin lời của Chúa và tôi cầu nguyện theo lời của Chúa, tôi thực hành lời của Chúa, thì tôi thấy mọi việc đã xảy ra đúng như Chúa đã nói như vậy. Và chính điều đó cho tôi biết rằng tôi không mê tín, mà tôi đang thờ phượng một Đức Chúa Trời thật sự quyền năng, một đấng sống động, một đấng đang hiện hữu rất thật giữa vòng loài người. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, có một số người thì họ nói rằng tôi tự tu và tôi tự chứng. Tôi đã từng gặp một cái chức sắc tôn giáo khác và họ nói với tôi rằng họ tự tu và họ tự chứng. Thì tôi mới nói rằng làm sao mà có cái việc mà tự tu rồi tự chứng được. Cũng như một cái người mà tự phạm tội xong rồi cái tự làm cho mình trắng án thì chuyện đó không thể chấp nhận được, đúng không? Và tôi có đưa một cái ví dụ, vì ngày xưa thì tôi làm việc trong công tác giảng dạy ở trường đại học đó, thì tôi thường hay soạn đề thi, rồi thậm chí là đưa ra những cái quy định của phòng thi, rồi tôi đưa ra cái thang điểm cho thí sinh để đậu trong cái kỳ thi đó. Và như vậy thì thí dụ như cái năm đó thì có 100 thí sinh bước vào phòng thi của chúng tôi tổ chức. Nếu nói theo cái quan điểm của những người đó là tự tu tự chứng thì khác nào những người thí sinh tự đem đề thi vào, rồi tự làm, tự chấm, rồi tự đậu. Có thể chấp nhận được không anh chị em? Điều đó là một cái điều không thể nào chấp nhận được. Nó không hợp lý một chút xíu nào cả. Tất cả các thí sinh bước vào trong phòng thi và phòng thi đó dưới sự điều hành của tôi. Tôi là giám khảo, tôi là người ra đề, tôi là người sẽ chấm bài, tôi là người sẽ quyết định ai đậu ai rớt. Thì tất cả 100 thí sinh đó đều phải làm cùng một cái đề do tôi đưa ra và phải đạt được đúng thang điểm mà tôi đưa ra. Và tôi nói rằng nếu tôi nói rằng 20 điểm đậu thì những người nào muốn đậu thì phải đạt được 20 điểm. Có thể có nhiều thí sinh họ thiếu hiểu biết, cái người đạt được 19 điểm rưỡi bắt đầu quay qua nhìn cái người 2 điểm, rồi cái người 5 điểm, người 10 điểm cười khạc khạc khạc, tụi bay thua tao, tụi bay rớt, tao đậu. Nhưng mà tôi sẽ nhìn cái người 19 điểm rưỡi và tôi nói rằng bạn cũng rớt luôn, bởi vì chuẩn là 20 và tôi là người có quyền quyết định điều đó. Thưa anh chị em, cái sai lầm của nhiều tôn giáo, nhiều người trên thế giới này là họ không có biết đâu là chuẩn cả. Thậm chí ngay trong một tôn giáo thì người ta cũng thờ loạn ra hết. Có người thì thờ tượng này, có người thờ tượng kia, người thờ tượng nhỏ, người thờ tượng lớn, tùy theo giàu nghèo, tùy theo sở thích, rồi tùy theo cái sự tư vấn của mấy cái người chức sắc tôn giáo khác nhau, vân vân. Họ không có chuẩn nào cả. Như tôi nói lần trước đó, có người thì nói phải ăn chay suốt đời, có người thì nói là ăn chay một năm, có người nói ăn chay một tháng, có người thì nói nửa tháng, có người thì nói lâu ăn chay, vân vân.
có người thì cho là đốt vàng mã là đúng, có người thì cho là đốt vàng mã là sai, có người thì cho là phải sắp mình lại 7 cái, có người thì 5 cái, người thì 3 cái, có người thì nói là phải phải thờ ông này mới đúng, người nói phải thờ ông kia mới đúng, vân vân, cũng một tôn giáo đó, nó loạn lên hết, nó không có chuẩn. Bởi vì sao? Họ tự phát họ làm như vậy, hoặc là họ theo những cái người dẫn dắt tôn giáo của họ, mà tất cả chỉ là con người tự đặt ra, nó hoàn toàn không có một chuẩn mực gì cả. Nhưng mà với Đức Chúa Trời thì khác, Ngài có một chuẩn mực cho toàn thể nhân loại. Thưa anh chị em, và tất cả những người tin Ngài đều làm theo cùng một chuẩn mực, và tất cả đều biết rằng để được cứu thì cần phải đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ là đấng từ trời xuống. Như vậy thì tôi quay lại với những cái người mà đang ngắt ngoại sắp chết đuối ở trên cái hồ kia, là những người chưa biết bơi. Như vậy thì trong lúc họ đang ngắt ngoại đó, có một cái chiếc cano, một chiếc cano đủ lớn để cho họ có thể được cứu lên, và ở trên cano là một huấn luyện viên bơi lội rất là xuất sắc, và người huấn luyện viên này được trang bị đến tận răng tất cả những gì cần thiết để cứu hộ. Và ở trên cái cano đó cũng có những chiếc áo phao sơ cua để có thể giúp cho những người nạn nhân này. Và người này chạy đến và nói rằng tất cả mọi người, từng người một hãy đưa tay và tôi sẽ nắm mọi người kéo lên cano và tất cả sẽ được cứu. Như vậy thì lúc bấy giờ những người nào tin lời của anh ta và khao khát sự sống chỉ việc giơ tay ra và anh ta sẽ nắm kéo lên và sẽ lần lượt đưa từng người vào bờ. Nhưng giả sử có một số người vì tự ái hay là vì cái gì đó không biết, họ nói không, tôi không đời nào đưa tay cho ông đâu, không đời nào đâu, tôi phải tự cứu mình, tôi nhất định phải tự cứu mình, tôi không bao giờ để cho anh cứu tôi đâu, tôi phải tự cứu mình, nhất định tôi sẽ phải cứu được mình, tôi có đủ năng lực, nói như vậy và từ chối. Kết quả là tất cả những người đồng ý đều được đưa vào bờ, được cứu hết. Nhưng mà những người nào mà nói là tôi có thể tự cứu mình, trong khi mình không thể tự cứu mình. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản là mình không biết bơi. Mà nguyên tắc là không biết bơi thì chắc chắn sẽ chìm thôi, không có cách nào khác. Không biết bơi mà rớt xuống sông thì chắc chắn phải chìm, trừ khi để cho ai đó cứu mình. Amen anh chị em. Rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì cái chuẩn mực để mà tất cả nhân loại này được cứu, hoặc là có thể gọi là, nếu như có thể gọi là điều kiện, thì đó là tin nơi Chúa Jesus Christ là đấng từ trời xuống. Đó là lý do vì sao mà ở trong cái phần Matthew chương 1 của chúng ta, ở trong cái câu 21 đó, thì lời của Chúa nói là nàng sẽ sinh một con trai, hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Những việc này xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Con trai ấy sẽ cứu loài người ra khỏi tội. Tất cả những cái gì xảy ra ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu đều đã được tiên báo trước, không có một cái nào là ngẫu nhiên cả. Từ cái việc là Chúa sẽ sinh ra tại đâu, rồi cái danh xưng của Chúa là gì, rồi Chúa sẽ lớn lên như thế nào, rồi Ngài sẽ thi hành chức vụ đó làm sao, rồi Ngài sẽ chết như thế nào, rồi Ngài sẽ sống lại như thế nào, tất cả đều đã được tiên báo bởi các tiên tri cũ. Thật là tuyệt vời. Hoàn toàn đã được báo trước hết rồi. Và những người nào nghiên cứu Kinh Thánh và thật sự nghiên cứu lịch sử Kinh Thánh thì họ đều có thể biết điều đó một cách rõ ràng. Không có cái gì mập mờ trong điều đó cả. Và thưa anh chị em rằng, tôi nhắc lại một lần nữa, là con người không thể tự đi tìm Đức Chúa Trời. Con người cũng không thể tự cứu mình được. Chỉ có đấng từ trời xuống, đấng đó có thể nhìn thấy từng người ở trong từng ngóc ngách trên thế giới này. Đấng đó có thể biết được từng con người sai trật ở chỗ nào, và Ngài có quyền để cứu những con người đó. Thưa anh chị em, cho nên cái hành động mà Chúa Giê-xu Giáng sinh thì tôi cho rằng cái sự kiện đó, cái hành động đó, nó chính là cái bản tuyên ngôn của ân điển được công bố cho toàn nhân loại. Amen. Hallelujah. Anh chị em thấy sứ đồ Phao-lô đã biện luận, ông đã hùng biện ở trong Roma đoạn 7,
từ câu 21 đến câu 25 anh chị em thấy đó. Ông ta thừa nhận là trong ông ta có một cái luật. Cái luật gì? Đó là khi ông muốn làm điều thiện thì điều ác nó vương vấn, nó cứ dính dấp, nó cứ lôi kéo, nó có trì kéo ông lại. Và ông không thể làm được cái điều thiện mà mình muốn, mà ông thấy là mình dễ dàng để làm cái điều ác, cái điều xấu mà mình không muốn hơn. Ông là một người rất là chân thật. Có bao nhiêu người trên thế giới này sẵn sàng để thừa nhận sự thật đó? Hay là chúng ta cứ tự lừa dối mình mãi? Đôi khi chúng ta khoác một cái lớp áo tôn giáo, thậm chí chúng ta mang một cái chức sắc cao trọng ở trong một tôn giáo nào đó. Chúng ta có thể lừa được mọi người. Chúng ta nghĩ rằng, tôi là một người đạo cao đức trọng, mọi người tung hô tôi. Tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi là ông này, tôi là bà nọ. Và đôi khi chúng ta rất là tự hào. Nhưng mà nếu chúng ta trung thực với mình, chúng ta nhìn lại cái đời sống thực của mình ở đằng sau tất cả sân khấu, tất cả bục giảng hay là những cái gì trước công chúng đó, thì chúng ta có phải là một cái người thật sự thánh thiện không? Chúng ta có phải là một cái người thật sự đạo đức không? Hay là chúng ta cũng tham lam tiền bạc? Chúng ta biển thủ cái quỹ của giáo hội, chúng ta sử dụng tiền của giáo hội vào những cái mục đích riêng của mình, câu kết với những kẻ xấu để làm điều đó. Hay là chúng ta cũng phạm tội tà dâm? Hay là chúng ta cũng là những người ganh ghét, đố kỵ, cũng băng đảng, bè, phái, rồi triệt hạ lẫn nhau, tìm cách triệt hạ lẫn nhau? Chúng ta hãy chân thành với bản thân của mình đi, thưa anh chị em. Cho nên tôi nói thật với tất cả anh chị em rằng, bản thân của tôi thì tôi luôn luôn tin một cách vững chắc rằng chỉ có ở trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có thể được biến đổi cuộc đời. Chỉ có trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có thể được cứu, chúng ta nắm chắc cái vẻ mặt thiên đàng mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đã vô cùng thành thật khi mà ông nói rằng ở trong ông có cái luật, và vì cái luật đó ở trong ông cho nên ông không thể nào mà có thể chiến thắng được. Ông cứ làm những cái điều xấu nhiều hơn, làm những điều ác nhiều hơn, và thật là khó khăn khi làm những điều tốt, làm điều thiện. Và sứ đồ Phao-lô đã có một lần thốt lên rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi con người đầy dẫy chết chóc và tội lỗi này? Ông thốt lên trong sự tuyệt vọng. Và khi ông thật sự gặp gỡ Chúa Giê-xu rồi, ông thật sự tin Chúa Giê-xu rồi, ông thật sự được mở mắt, cả mắt thuộc linh lẫn mắt thuộc thể, để có thể thấy được vinh quang của Ngài, để có thể thấy Ngài tốt lành như thế nào, có thể kinh nghiệm quyền năng của Ngài trong chính đời sống, trong chính thân thể của ông, và chứng kiến Chúa làm cho những người khác nữa. Ông nói thế này nè: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Amen. Đúng như vậy. Anh chị em thấy một lời Kinh Thánh nói rất là đúng. Con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu được con người ra khỏi tội lỗi mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời ở trên trời xuống mới có thể biết con người ở đâu và sai trật điều gì để có thể chỉnh sửa được. Thưa anh chị em, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Chỉ có đấng tạo hóa, đấng toàn năng, đấng yêu thương, đấng thành tín, đấng vô tội duy nhất mới có thể làm được điều đó, thưa anh chị em. Qua phần Kinh Thánh của chúng ta thì chúng ta thấy rằng Ngài chính là đấng tạo hóa, Ngài chính là đấng toàn năng, đúng không? Ngài là đấng tạo hóa, Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật và tạo dựng nên tổ tiên của chúng ta, rồi duy trì nòi giống cho đến đời của chúng ta, đến thế hệ của chúng ta. Ngài là đấng tạo hóa. Không có một con người nào tạo nên những cái cành cây ngọn cỏ ở bên ngoài kia. Không có một con người nào mà có thể tự tạo nên người khác. Có nhiều người nói rằng, họ nói rằng, đó là ông bà cha mẹ tạo nên chúng ta. Tôi xin thưa rằng, ông bà cha mẹ không hề tạo ra chúng ta. Ông bà cha mẹ chỉ được cái diễm phúc là có thể sinh ra chúng ta. Và tất cả những cái cơ cấu sinh đẻ đó đều đã được cài đặt sẵn bởi Đức Chúa Trời tạo hóa. Đúng không? Ngài tạo ra người nam, Ngài tạo ra người nữ, Ngài tạo ra bản năng sinh dục, và Ngài kết hiệp người nam, người nữ trong hôn nhân, rồi vợ chồng ăn ở với nhau, rồi Ngài tạo ra tinh trùng, Ngài tạo ra buồng trứng, đúng không? Rồi tinh trùng gặp trứng, rồi thụ thai, rồi mới sinh ra đứa con được. Tất cả là do Đức Chúa Trời tạo ra và cài đặt. Tôi xin hỏi nhé, nếu như mà ông bà cha mẹ chúng ta có thể tạo ra chúng ta được, thì tôi xin mời tất cả
những cái người nữ đó ha, mới vừa phát hiện mình có thai á, thì sinh ngay đi, đẻ ngay đi. Tại vì mang chi tới 9 tháng 10 ngày, đúng không? Nếu thật sự nó theo ý muốn của mình có thể kiểm soát nó được, thì sinh ngay sinh lẹ. Chứ tại sao phải đợi đến 9 tháng 10 ngày? Tất cả những cơ cấu đó đều được Đức Chúa Trời tạo thành, và Ngài mặc định, Ngài đã đưa vào trong chúng ta rồi, và chúng ta chỉ thừa hưởng lấy nó. Cho nên đó là cái ơn của Đức Chúa Trời, đáng ra chúng ta phải biết ơn Đức Chúa Trời và tạ ơn Đức Chúa Trời. Có nhiều người muốn sinh con thì sinh con được, đúng không? Và Đức Chúa Trời cho sinh thì mới sinh được. Có đi tìm đủ mọi phương cách, không sinh được là không sinh được, nhưng mà Đức Chúa Trời cho là được. Đó là sự thật, chúng tôi kinh nghiệm ở trước cũ. Những người mà không sinh con được tốn biết bao nhiêu tiền cho đi học, đến bắt đầu đặt đức tin nơi Chúa, chúng tôi hướng dẫn xong, nhân danh Chúa Jesus Christ công bố cái khả năng sinh con trở lại. Và rất là nhiều người một năm sau thì họ ẵm đứa bé trên tay. Cảm ơn Chúa, đó năng của Chúa Trời không thể cãi được. Vậy thì Ngài chính là đấng tạo hóa, và Ngài là đấng toàn năng, không có gì mà Ngài làm không được. Cái sự toàn năng của Ngài thể hiện như thế nào? Ngài đã kiểm soát toàn bộ dòng lịch sử. Và trong trường hợp Chúa Giêsu sanh ra, chúng ta thấy rằng Ngài không phải sanh ra bởi Joseph và Mary. Không phải là Joseph ăn ở với Mary, mà Kinh Thánh chép rất là rõ, hai người chỉ mới hứa hôn thôi. Và thời xưa nó không giống như thời nay đâu. Thời xưa người ta nghiêm túc, và đặc biệt là Joseph và Mary là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh đã chép rất là rõ là cái thai trong bụng Mary, một trinh nữ, đến từ quyền phép của Thánh Linh. Và khi Joseph thấy Mary mang thai thì có thể là ông có một sự nghi ngại. Ông định âm thầm từ hôn. Ông là một người tốt, cho nên ông không muốn bêu xấu cái người vợ hứa hôn của mình. Ông cũng không muốn làm bất cứ điều gì tổn hại. Nếu theo luật của Do Thái thì ông có thể làm những điều tổn hại đến Mary được. Nhưng mà ông đã âm thầm từ hôn, bởi vì ông nghĩ có thể là Mary đã không chung thủy với ông. Nhưng mà Chúa đã làm cho ông được bình an trở lại khi mà Ngài xuất hiện ở trong chiêm bao, và Ngài nói rất là rõ là: hỡi Joseph, con dòng David, ngươi chớ ngại cưới Mary làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh. Anh chị em thấy không? Chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới làm cho một người nữ đồng trinh, có người là một trinh nữ mang thai mà thôi. Ngày hôm nay thì không có cách nào cả. Người Mỹ họ nói là no way. Không có tinh trùng gặp trứng, không có tinh trùng của người nam gặp trứng thì làm sao mà có thể phụ thai và có một đứa con được. Và ở đây chúng ta thấy được sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Không có điều gì mà Ngài không làm được. Ngài muốn điều gì thì Ngài sẽ làm thành điều đó theo đúng ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Chúa là đấng vô tội duy nhất. Chỉ có đấng vô tội mới có tư cách để xóa tội cho chúng ta khi chúng ta đến và chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Thưa anh chị em, còn nếu như Ngài là đấng tội lỗi thì trong cái bản năng của Ngài đã là tội lỗi rồi, thì làm sao mà Ngài có thể xóa tội cho chúng ta được? Đó là cái điều rất là mỉa mai, một cái điều rất là nực cười, đúng không? Ngài là đấng vô tội. Và suốt trong Kinh Thánh không hề có một chỗ nào mà chúng ta có thể đọc mà chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời có tội. Không hề. Chúa Giêsu suốt cái quãng đời tại thế của Ngài không hề có ai bắt tội được Ngài cả. Và Ngài đứng trước tòa án và Ngài nói rằng: trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Không hề có ai có thể bắt Chúa thú tội được, ngoài những cái lời vu khống, nhảm nhí, đơm đặt, bịa đặt mà thôi. Không ai bắt Chúa thú tội được. Kể cả quan tổng đốc La Mã là Pilát cho người bưng cái chậu nước ra, và sau nhiều lần đã can ngăn nó rằng: cái người này không có tội, ta thấy không có tội gì hết đó, thôi đừng có xử tử làm gì cho đánh đòn, là tha cho đi. Rồi cái đám kia không chịu, cứ nói: hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá, hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Pilát rửa tay, Pilát nói: ta không chịu trách nhiệm về cái vô tội của người này. Chính vị tổng đốc đó, một cái người ngoài hoàn toàn, đã khách quan nói rằng Chúa Giêsu không hề có tội, không hề có ai có thể chứng minh được là Chúa Giêsu có tội. Và ở trên đời này chỉ có một đối tượng duy nhất không có tội, đó chính là Đức Chúa Trời. Amen. Ngài không có tội và Ngài có thẩm quyền để tha tội. Và cho nên Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Ngài chính là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng yêu thương chúng ta, đấng thành tín, đấng vô tội, đấng duy nhất có thể làm được cái sự tha tội và sự cứu rỗi cho đời sống của chúng ta mà thôi. Chúa rất là yêu chúng ta. Vì yêu chúng ta mà Ngài đã bằng lòng từ thiên đàng, từ trời, giáng sinh làm người. Sinh ra
ở trong nơi máng súc vật đê hèn, ở trong chuồng súc vật. Anh chị em thấy không? Cuộc đời của Ngài là cuộc đời giản dị. Suốt cuộc đời của Ngài là một cuộc đời giản dị. Ngài không có xe xua, Ngài không có đua đòi. Thật ra thì nếu Ngài muốn, Ngài hoàn toàn có thể ở trong một cung điện nguy nga, Ngài hoàn toàn có thể giáng sinh trong một cung điện nguy nga, suốt cuộc đời sống trong một cung điện nguy nga, vân vân. Ngài có thể có được cái thế lực ngay trong cái thế giới này để trấn áp cái thế lực này, trấn áp thế lực kia. Nhưng Ngài đến không phải để làm cái điều đó. Ngài đến để bày tỏ tình yêu đối với nhân loại. Ngài đến để làm những cái tấm gương cho chúng ta trong những lĩnh vực khác nhau. Ngài đến để đem hy vọng, Ngài đến để đem ánh sáng, Ngài đến để đem lại quyền tự do cho con người, Ngài đến để đem lại cái sự bình đẳng ở trong cuộc sống con người, để không có chuyện người này chà đạp người kia, không có chuyện đàn ông thì coi phụ nữ như là súc vật, muốn hành hạ thế nào thì hành hạ, coi như là nô lệ tình dục vân vân, không có. Chúa đã đến và nhờ sự dạy dỗ của Chúa, nhờ những gì mà Ngài làm thì thế giới này đã có những cái điều tốt đẹp hơn rất là nhiều, thưa anh chị em. Và những người phụ nữ không còn bị chà đạp, những trẻ em, những người già, những người neo đơn, những người quá bụa được chăm sóc qua sự dạy dỗ của Ngài, thưa anh chị em. Và tất cả những cộng đồng nào tin nơi Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ có sự công bằng, có sự văn minh, có sự thịnh vượng, sự giàu có, khoa học kỹ thuật phát triển. Đó là sự thật. Không phải là vì tự ái tôn giáo hay là cái lập trường về tôn giáo riêng mà nói như thế. Thật ra thì cá nhân của tôi không theo một tôn giáo nào cả. Tôi nói thẳng một điều như thế. Chỉ có đức tin nơi Chúa, mối quan hệ với Chúa Jesus Christ là Chúa cứu thế của toàn nhân loại mà thôi. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, với tất cả những điều mà tôi đã nói từ hồi nãy tới giờ, thì chúng ta đi đến cái điều thứ ba nhỏ, điều ba nhỏ đó là chúng ta cần phải dẹp bỏ những cái định kiến và thành kiến về người khác và mong muốn nhìn thấy cuộc đời họ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Thưa anh chị em, ngày hôm nay ngay trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta có rất là nhiều người để cho ma quỷ lừa dối, hoặc là vì cái sự thiếu hiểu biết như thế nào đó mà đã sống một cái đời sống bày tỏ những cái định kiến, thành kiến rất là sâu sắc, xòe xòa với bản thân của mình, du di cho bản thân mình, nhưng mà lại rất là khắt khe với người khác, luôn luôn định kiến, luôn luôn thành kiến, cứ nắm lấy một cái quá khứ gì đó của ai đó mà thậm chí chưa biết cái quá khứ đó là như thế nào, và vì cái quá khứ đó mà không cho con người ta ngóc đầu lên được, lúc nào cũng muốn vùi dập người ta xuống, lúc nào cũng muốn là dập tắt tất cả những cái ngọn lửa ở trong họ. Tất cả những gì mà người ta làm tốt thì phủ nhận hết và chỉ nói về những cái điều xấu, những điều không tốt đẹp. Thưa anh chị em, định kiến và thành kiến là những cái biểu hiện của những con người chưa trưởng thành, những con người hẹp hòi, những con người ích kỷ, những con người kiêu ngạo. Nếu như đối xử với anh chị em của mình như vậy thì đừng có đọc Kinh Thánh làm gì. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh ghi lại những câu chuyện của những thánh nhân, nhưng mà trong quá khứ của tất cả những thánh nhân đó đều có những va vấp, đều có những cái điều sai trật, đều có những thất bại. Ngoại trừ Chúa Giêsu là không có thôi. Còn tất cả từ Cựu Ước đến Tân Ước, từ Abraham, Isaac, Jacob cho đến sau này David, Solomon, Phi-e-rơ, rồi Giăng, rồi Phao-lô, vân vân, tất cả cũng như những con người của ngày hôm nay cũng vậy. Tất cả đều có những cái lỗi lầm trong quá khứ. Tất cả đều có những cái sai trật nhất định trong quá khứ. Tất cả đều có những cái thất bại nhất định trong quá khứ. Và nếu như chúng ta đối xử hẹp hòi, ích kỷ, khắt khe, định kiến, thành kiến với anh chị em của chúng ta ngày hôm nay, ngay trong hội thánh, thì vậy thì cái lời đề nghị của tôi, lời khuyên của tôi là đừng đọc Kinh Thánh nữa. Tại sao vậy? Tại vì hãy làm giống như vậy cho những cái vị trong Kinh Thánh đi. Ví dụ như David phạm tội tà dâm nặng nề rồi giết người một cách bị ổi như vậy. Như vậy thì đừng cho David một cơ hội nào. Đừng đọc các thi thiên của David. Đừng đọc bất cứ một chỗ nào mà nói về David hết. Đừng đưa ra các bài học. Cũng đừng đọc gì về Phao-lô. Đừng đọc các thư tín của Phao-lô. Bởi vì đó là một kẻ bắt bớ tàn sát hội thánh của Chúa, bắt hại hội thánh của Chúa, đã từng phạm tội nghiêm trọng như thế,
và thậm chí có lúc ông còn nói rằng ông trong số những kẻ có tội ông là đầu nữa. Vậy thì hãy định kiến thành kiến với những người đó đi, và đừng đọc những cái lời mà những người đó dạy ở trong Kinh Thánh. Đừng đọc châm ngôn của Salomon, đừng đọc truyền đạo, vân vân, đừng đọc nhã ca, đừng đọc những bất cứ sách nào, bởi vì trong sách nào cũng vậy, những con người đó ít hay nhiều họ đều có những cái gì đó không tốt đẹp ở trong quá khứ, có những cái va vấp, những cái thất bại. Như vậy thì nếu như chúng ta có thể bỏ qua cho những con người ở trong Kinh Thánh này, để rồi cuối cùng ngày hôm nay chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta đọc những sự dạy dỗ từ David, chúng ta đọc những sự dạy dỗ từ Salomon, chúng ta đọc những sự dạy dỗ từ Môi-se, chúng ta đọc những sự dạy dỗ từ Phao-lô, từ Phi-e-rơ, từ Gia-cơ, từ Giăng, vân vân và vân vân, thì hãy đối xử với anh chị em của mình ngay trong hội thánh của mình, ngay trong cộng đồng của mình bằng một cái trái tim yêu thương, tha thứ, một trái tim nhân từ, một trái tim rộng rãi, bao dung, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng ta. Nếu như Chúa đã đối xử với chúng ta bằng ân điển, thì chúng ta cũng nên đối xử với tất cả các anh chị em khác với một cái tấm lòng rời rộng. Amen anh chị em. Như vậy mới chứng tỏ là chúng ta là những con người biết ơn. Không khéo chúng ta lại giống như cái tên đầy tớ gian ác kia, được vua tha cho một vạn ta lân, hí hai hí hửng đi ra gặp một người chỉ mắc nợ mình 100 denier thôi, vậy mà nỡ nào bóp cổ bỏ tù. Kết quả là gì anh chị em biết rồi đó. Kẻ đó đã tự đánh mất đi những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời của mình, tự đánh mất đi cái sự tha thứ mà Chúa đã ban cho. Cho nên tôi ước ao một điều là qua những gì mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay, thì tất cả mọi con cái Chúa trong hội thánh, từ những người có chức vụ cho đến những người không có chức vụ, hãy dẹp bỏ đi những cái định kiến, thành kiến về người khác và mong muốn nhìn thấy cuộc đời họ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu như người khác làm tốt, hãy khích lệ họ. Còn nếu như họ có những sai phạm, họ có những cái lỗi lầm gì đó, thì đừng vì cớ điều đó mà dìm chết cuộc đời của họ. Nếu như Rahab, Ruter và David được Chúa tha thứ, được Chúa cất nhắc và có tên ở trong cái bảng tuyên ngôn về ân điển, và nhiều người khác nữa là những người không xứng đáng, thì tôi và tất cả anh chị em không sót một người nào, miễn là chúng ta tin cậy nơi Chúa, miễn là chúng ta bằng lòng hạ mình xuống để tiếp nhận lời của Chúa và thực thi lời ấy, thì thưa anh chị em, chúng ta hoàn toàn được thay đổi số phận. Chúng ta sẽ không còn nói rằng tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, cái số của tôi là như vậy, cái nghiệp của tôi là như vậy. Thay vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng tôi có một thiên mệnh tốt lành ở trong Đức Chúa Trời. Đó là tôi được cứu rỗi, tôi có thể được cứu khỏi tội lỗi và án phạt của tội lỗi. Và tôi có thể sống một đời sống chiến thắng bệnh tật. Tôi có thể chiến thắng những sự đói nghèo, những sự dốt nát. Tôi có thể sở hữu một đời sống đầy quyền năng, đầy ân tứ của Chúa. Một đời sống tràn ngập tình yêu thương, đầy hy vọng về một tương lai sáng ngời. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em ơi, một lần nữa tôi nhấn mạnh, hãy dẹp bỏ đi tất cả những định kiến về thành kiến về nhau. Thay vào đó, hãy tìm xem có điều gì tốt đẹp ở trong nhau và hãy khích lệ nhau, dựa vào những điều tốt đẹp đó mà khích lệ nhau tiến lên trong cuộc sống. Đừng phán xét, đừng đi ra nói xấu, nói hành, đừng cố tìm cách để hạ uy tín người khác xuống. Tất cả những điều đó chỉ tố cáo chính bản thân những con người làm như vậy mà thôi. Tố cáo rằng họ là những con người ích kỷ, hẹp hòi, họ không có tình yêu thương. Và Kinh Thánh nói rằng người nào mà không có tình yêu thương thì người đó không thuộc về Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nói rất là rõ. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, cho nên người nào mà tin Chúa, có Chúa trong đời sống thì người đó phải có tình yêu thương. Thưa anh chị em, hallelujah, cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Hãy dẹp bỏ những định kiến thành kiến, hãy dẹp bỏ cái sự ấu trĩ đi, và chúng ta trở nên những con người trưởng thành thật sự. Không phải là chúng ta tự giới thiệu mình là trưởng thành, nhưng chính cái suy nghĩ, cái lời nói và cái cách hành xử của chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, ở trong đời thực, nó cho người khác thấy rằng chúng ta là những con người trưởng thành hay ấu trĩ. Amen anh chị em. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Bài học hôm nay là một bài học mở đầu rất là tốt đẹp, và tôi ước ao rằng
anh chị em sẽ ghi nhớ bài học này. Chúng ta có một bản tuyên ngôn của ân điển. Và bản tuyên ngôn đó nói rằng, bất kể chúng ta có gốc gác từ đâu, xuất xứ như thế nào, bất kể chúng ta yếu hay mạnh, bất kể chúng ta sang hay hèn, bất kể chúng ta là trí thức hay dốt nát, bất kể chúng ta xuất phát từ một quá khứ thờ hình tượng hay không thờ hình tượng, bất kể chúng ta xuất phát từ một cái con người bệnh tật yếu đuối hay là khỏe mạnh, bất kể như thế nào đi nữa, nếu chúng ta bước vào ở trong vương quốc Đức Chúa Trời bằng đức tin của mình, thì số phận chúng ta được thay đổi hoàn toàn. Tất cả những cái mà người ta gọi là nghiệp chướng hay là bất cứ một cái gì tương tự như vậy, nó sẽ không tồn tại trong cuộc đời của chúng ta nữa. Thay vào đó, chúng ta nhận được thiên mệnh tốt lành của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta, những con người được cứu, những con người nắm chắc tấm vé vào trong thiên đàng. Và những ngày tháng nào còn sống trên đất, chúng ta hoàn toàn có quyền sống khỏe mạnh, sống một đời sống tự do, sống một đời sống phước hạnh, bình an, vui thỏa, sống một đời sống dư dật, thịnh vượng, sống một đời sống ích lợi, không chỉ cho chúng ta, mà còn cho gia đình của chúng ta, cho xã hội, cho cộng đồng nữa, thưa anh chị em. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đến một cách thật là kỳ diệu. Và Ngài đã mở ra một con đường cứu rỗi cho toàn nhân loại. Cảm tạ ơn Chúa. Và tôi ước ao rằng những ai là những người chưa tin Chúa Giê-xu, hãy suy nghĩ về những điều tôi nói. Quý vị có phải là những người chưa biết bơi, đang ngụp lặn ở trong một dòng sông chảy xiết hay không? Quý vị cần có ai đó là người ở trên chiếc cano giơ tay ra và đem quý vị lên cano và đưa quý vị vào bờ an toàn. Và cái người đó không ai khác hơn chính là Chúa Giê-xu Christ. Hallelujah. Ngài là đấng vô tội, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta, Ngài là đấng thành tín. Điều gì Ngài đã hứa thì chắc chắn Ngài sẽ làm. Ngài hứa điều gì? Ngài hứa rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngài hứa gì? Ngài hứa rằng ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Tôi ước ao rằng quý vị là những người xem chương trình thuộc các tôn giáo khác, những niềm tin khác, và chưa một lần tiếp nhận Chúa Giê-xu. Suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cẩn thận và sâu sắc. Và nếu quý vị thấy sự trình bày của chúng tôi là hợp lý, thì chúng tôi mời quý vị mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình. Sau cái chương trình này, quý vị hoàn toàn có thể liên lạc với tôi qua cái YouTube này, hoặc là liên lạc với tôi qua Facebook của tôi, Phạm Thiên Ân Heal to Say. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ, dìu dắt quý vị từng bước để quý vị bước đi trong vương quốc ánh sáng của Chúa. Và tôi tin chắc rằng đời sống của quý vị sẽ không còn thất vọng nữa, sẽ không còn tăm tối nữa, sẽ không còn những bệnh tật hay là bế tắc về những cái lĩnh vực khác nhau trong đời sống nữa. Nhưng mà quý vị sẽ bước đi trong một đời sống tự do thật sự, bước đi và ngẩng cao đầu. Đó là ý định của Chúa cho mỗi một đời sống con cái của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Xin chào tạm biệt tất cả anh chị em, và hẹn các thành viên chính thức của lớp vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau. Và hẹn tất cả các anh chị em theo dõi qua livestream vào lúc 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau ở trên tài khoản YouTube Phạm Thiên Ân HTS mà chúng tôi đang phát livestream đây. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Amen.